Tình yêu là mang lại tất cả những gì tốt đẹp nhất. Nó hơn cả đam mê khi mà bạn sẽ dành tất cả tình cảm và tâm trí để nghĩ về. Tình yêu mang lại sự quyết tâm, kể cả việc vượt qua được những nỗi đau thể xác, và cũng rất dễ dàng để lan tỏa cho nhau. Dù bất cứ nơi đâu hay bất cứ lúc nào, tình yêu giúp chúng ta lắng nghe được nhịp đập của trái tim. Tình yêu mang lại động lực để phá bỏ giới hạn của bản thân. Là cùng nhịp, là hết mình, là chia sẻ, là niềm vui, những nụ cười, những giọt nước mắt và cả niềm tự hào. Với chúng tôi, bóng rổ là tất cả. Bóng rổ là tình yêu. Mọi con mắt của người hâm mộ bóng rổ Việt Nam chắc chắn sẽ tập trung tại nhà thi đấu Đại học Nha Trang ngày hôm nay, nơi có sự xuất hiện của đội tuyển bóng rổ quốc gia Việt Nam. Họ sẽ đối đầu với Đà Nẵng Dragon trong trận đấu thuộc Challenger cuối cùng của VBM này, trận đấu thứ tư. Đội tuyển quốc gia Việt Nam chúng ta có thể tạm gọi là VBM All Star, nơi tập trung những hảo thủ, những cầu thủ chất lượng nhất của VBM trong vòng 5 năm qua. Tâm Đinh, Justin Young, Lý Thanh Nguyễn và những cầu thủ local như Lê Ngọc Tú. Và chúng ta cũng không thể không nhắc tới Anh Kiệt, một cầu thủ trẻ mới lên ngôi vô địch cùng Sóc Trăng tại giải vô địch quốc gia năm 2021. Đối thủ của họ là Đà Nẵng Dragon, đã trải qua một mùa giải 2020 không như ý khi họ đã không thể lọt vào vòng đấu playoff. Và năm nay họ đã update đội hình cực kỳ chất lượng với Akin Scott, cầu thủ đã làm mưa làm gió tại ABL cùng Sài Gòn Heat. Và chúng ta cũng phải nhắc tới sự trở lại của Tô Quang Trung, cầu thủ đã dành 2 năm để nghỉ ngơi trước khi trở lại chính thức vào mùa giải 2021 này. Đội bóng nào sẽ chiếm ưu thế trong trận đấu Challenger này? Chúng ta hãy cùng đến với những bình luận chuyên môn của bình luận viên Việt Long và Minh Hiếu. Quý vị thân mến, đây là nhà thi đấu Đại học Nha Trang và chúng ta cùng đến với cuộc đọ sức giữa hai đội bóng Đà Nẵng Dragons và đội tuyển quốc gia. Cuộc đọ sức thứ tư trong khuôn khổ giai đoạn Challenger của VBA năm 2021. Chắc chắn là sẽ có rất nhiều người hâm mộ đang tò mò về diện mạo của đội bóng thứ 8 tham dự VBA. Đội bóng gồm sở hữu của rất nhiều cầu thủ ngôi sao. Và hôm nay cuộc đọ sức với Đà Nẵng Dragons sẽ phần nào lý giải sức mạnh của thầy trò Kevin Jacobs, phải không anh Việt Long? Vâng, chính xác là như vậy. Đội tuyển quốc gia được tập hợp tại VBA năm nay với mục tiêu để cọ sát cho cuộc chiến, cuộc chinh phạt tại SEA Games 31. Nhưng mà như mọi người đã biết thì SEA Games đã được dời sang năm sau. Mặc dù vậy, VBA 2021 vẫn là một mùa giải rất đáng quý đối với thầy trò huấn luyện viên Kevin Jacobs. Họ có một đội hình rất chất lượng và đây sẽ là một cơ hội rất tốt để họ thử lửa, để cọ sát cũng như lựa chọn những cái tên chất lượng nhất vào đội hình chính thức vào năm sau. Vâng, muốn biết đội hình chất lượng hay không thì phải nói đến đối thủ của họ. Đối thủ của họ hôm nay là Đà Nẵng Dragons, đội bóng đã nhiều năm không lọt vào vòng playoff. Năm nay thì họ chắc chắn vào vòng playoff vì cả 8 đội cùng vào, nhưng chắc chắn mục tiêu của họ sẽ xa hơn thế. Lần gần nhất họ vào được vòng playoff có lẽ là 2016, cái mùa giải mà họ vô địch, cái mùa giải mà thầy trò huấn luyện viên Dante Hill đã giành chức vô địch ngay mùa đầu tiên của VBA. Nhưng từ đó tới giờ, dù là huấn luyện viên nào đi chăng nữa, kể cả huấn luyện viên Phan Đăng Cảnh, thì cũng chưa thể đưa đội bóng này vào tới vòng playoff. Mùa năm ngoái là thời điểm mà họ ở gần nhất với vòng playoff, nhưng cũng chưa thể nếm trải mùi vị của giai đoạn hậu mùa giải ở những trận đấu cuối cùng. Hy vọng là mùa giải năm nay họ với cái sự nâng cấp đội hình họ sẽ làm tốt hơn như thế. Vâng, và trở lại một chút với đội tuyển Việt Nam thì năm nay đội tuyển Việt Nam có một đội hình rất chất lượng như anh Đức đã nói, là một đội hình VBA All Star. Tuy nhiên, đội hình của huấn luyện viên Kevin Jacobs lại không có bất kỳ một ngoại binh nào. Tại trong một bóng rổ thì thể hình cũng như chất lượng cầu thủ là một điều rất quan trọng. Việc không có một ngoại binh trong đội hình thì sẽ mang lại rất là nhiều khó khăn cho 4 cầu thủ Việt kiều cũng như là 8 nội binh của huấn luyện viên Kevin Jacobs. Bên cạnh đó, đội tuyển Việt Nam lần này có sự xuất hiện của rất là nhiều gương mặt đã từng khoác áo đội tuyển Việt Nam tại SEA Games diễn ra tại Philippines, ví dụ như là Dương Minh An, như Justin Young hay là như Tâm Đinh. Đây là cơ hội để cho ông Jacobs cũng như những cầu thủ này xây dựng một nền tảng vững chắc cho đội tuyển Việt Nam bước vào SEA Games 31 năm sau diễn ra trên sân nhà. Vâng, và một điều quan trọng khác, VBA 2021 là thời điểm để cho huấn luyện viên Kevin Jacobs cũng như đội tuyển Việt Nam tích lũy kinh nghiệm. Ông Jacobs có lẽ nên chú ý một chút về số phút thi đấu, tạo điều kiện lớn nhất và rộng mở nhất cho tất cả các cầu thủ, bao gồm cả những cầu thủ dự bị ở trong đội hình, để họ có thể thể hiện mình, thể hiện năng lực cũng như giúp cho ban huấn luyện tìm được những cái tên tốt nhất.
Vâng, hai trong số những cầu thủ dự bị mà anh Long vừa đề cập đến thì có Huỳnh Thanh Tâm và Sơn Minh Tâm. Đó chính là những cầu thủ dự bị, những cầu thủ nội binh mà đã đóng góp rất nhiều cho Đà Nẵng Dragons, không chỉ trong năm ngoái mà trong nhiều năm vừa qua. Năm nay thì Đà Nẵng Dragons gặp có sự thay đổi khá nhiều về mặt nhân sự, như hai cầu thủ vừa lên tuyển, xong rồi Nguyễn Hoàng Tuấn lại cũng không thi đấu tiếp, và cho tới lúc này thì chúng ta chưa thấy sự xuất hiện của anh Nguyễn Văn Hùng ở Nha Trang. Thì chắc chắn là cái việc khỏa lấp chỗ trống của các đội binh sẽ là một cái vấn đề đau đầu đối với huấn luyện viên Phan Thanh Cảnh. Bên cạnh đó thì từ trước tới giờ chiều sâu lực lượng luôn là một vấn đề lớn đối với Đà Nẵng Dragons, và để khắc phục điểm yếu này thì có lẽ luật hai ngoại binh với những cầu thủ chất lượng như Akin Scott hay là Christopher Carter sẽ giúp cho Đà Nẵng Dragons phần nào đó giải quyết được vấn đề về mặt lực lượng. Đặc biệt chúng ta có thể chú ý về Akin Scott, một cựu hậu vệ đã từng làm mưa làm gió tại ABL. Akin Scott năm nay là một trong những cầu thủ, chính xác hơn là một trong 4 cầu thủ thuộc thế hệ 8X mà được Đà Nẵng Dragons đăng ký tại VBA năm nay. 3 cầu thủ còn lại là Nguyễn Văn Hùng, Tô Quang Trung và một người nữa là Triệu Hám Minh. Vậy thì chắc chắn những kinh nghiệm này sẽ giúp ích rất nhiều cho các cầu thủ trẻ của Đà Nẵng Dragons, những người đang rất cần sự cọ sát, rất cần kinh nghiệm thi đấu. Bên cạnh đó thì việc các cầu thủ này có sự hiểu biết nhất định về các cầu thủ đối thủ tại VBA sẽ giúp ích rất nhiều cho huấn luyện viên Phan Thanh Cảnh. Vâng, và đó là những thông tin của trận đấu giữa đội tuyển quốc gia Việt Nam và Đà Nẵng Dragons. Không mất thêm thời giờ của quý vị nữa, xin mời quý vị hãy đến với trận đấu cùng với phần bình luận của bình luận viên Việt Long và Minh Hiếu. Phần đăng tâm, number 13, Nguyễn Anh Kiệt, number 14, Lê Ngọc Tú, number 15, Sơn Minh Tâm, number 34, Phạm Đức Kiên, number 98, Vũ Đức Thái. Xin giới thiệu thành phần ban huấn luyện của đội tuyển quốc gia, Mr. Kevin Yukas and Mr. Lê Trần Minh Nghĩa. Are you ready, VBA Arena, for welcome your Da Nang Dragons? Wearing jersey number 3, Michael Soy. Number 9, Akin Scott. Number 33, Võ Thái Cường. Number 38, Christopher Carter. Number 98, Triệu Hán Minh. Number 0, Trần Xuân Hoài Bảo. Number 1, Phan Anh Minh. Number 2, Nguyễn Văn Thành. Number 5, Mai Phước Thắng. Number 8, Tô Quang Trung. Number 27, Lâm Hoàng Sang. Number 29, Dương Đức Chí. Sau đây xin giới thiệu thành phần ban huấn luyện câu lạc bộ đội Đà Nẵng Dragons, Mr. Phan Thanh Cảnh và Mr. Nguyễn Tuấn Tú Stephen. Trân trọng giới thiệu tổ trọng tài của trận đấu ngày hôm nay, Mr. Dominic Palmer, Mr. Thái Việt Hưng and Mr. Lê Phạm Trung Kiên. Xin mời quý vị đại biểu, quý khách mời cùng đứng lên để tiến hành làm lễ chào cờ. Ladies and gentlemen, please stand up and sing the national anthem. Quốc ca. Oh!
Two teams, please give your opponent an air high five instead of shaking hands. Quý vị thân mến, chúng ta cùng chuẩn bị tới với những diễn biến của trận đấu giữa hai đội bóng Đà Nẵng Dragons và đội tuyển quốc gia. Một cuộc đọ sức hết sức thú vị, và đây là đỉnh xuất phát của Đà Nẵng Dragons. Số 3 Michael Soy, số 9 Akim Scott, số 33 Võ Thái Cường, số 38 Chris Carter và số 98 Triệu Hà Minh. Vâng, và trong khi đó đội tuyển Việt Nam sẽ ra sân với 5 cầu thủ: số 2 Nguyễn Minh Tôn, số 7 Dương Minh An, số 12 Justin Young, số 23 Đinh Thanh Tâm và số 66 trung phong Nguyễn Huỳnh Phú Vinh. Vâng, anh Long, anh có suy nghĩ gì về đội hình này? Chúng ta có thể thấy là đội tuyển Việt Nam trong trận đấu ngày hôm nay không có Khoa Trần và huấn luyện viên Kevin Jukus sử dụng hết cả 3 cầu thủ Việt kiều còn lại. Vâng, và theo dự đoán của tôi ban đầu thì sẽ không có cả 4 cầu thủ Việt kiều ra sân cùng một lúc ngay từ đầu. Nhưng mà hôm nay thì vì một lý do nào đó mà Trần Đăng Khoa đã không được huấn luyện viên đăng ký thi đấu. Vì vậy chúng ta có cả 3 cầu thủ Việt kiều, thì đây sẽ là một, có thể coi là một thử thách, tại vì đội hình phụ của đội tuyển Việt Nam sẽ không còn cái tên nào có thể hình khá là gọi là khá to để mà có thể khắc chế được những ngoại binh ở bên phía các cầu thủ Đà Nẵng Dragons. Tôi để ý đấy, thấy một cái tên rất lạ bên phía đội hình Đà Nẵng Dragons, đó là cầu thủ mang áo số 33 Võ Thái Cường, như chúng ta đang thấy trên màn ảnh đây, anh đang đứng cạnh Triệu Hà Minh. Vậy thì anh Long không biết có thể cho người xem một chút thông tin về cầu thủ này không? Vâng, Võ Thái Cường hiện tại đang là một cầu thủ xuất thân từ lò đào tạo là trường Đại học Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh. Anh là người học trò của huấn luyện viên Phan Thanh Cảnh, và có lẽ là ông Cảnh đã quyết định tin tưởng những người học trò của mình để lựa chọn đội hình cho năm nay. Đây là huấn luyện viên Kevin Jokus, người sẽ lãnh trọng trách dẫn dắt đội tuyển Việt Nam tại VBA 2021 cũng như là SEA Games 31. Còn đây là huấn luyện viên Phan Thanh Cảnh, người từng có thời gian làm trợ lý tại câu lạc bộ Sài Gòn Heat. Vâng, và ai đã từng làm việc với Phan Thanh Cảnh thì đều có ấn tượng rất tốt về ông. Ông là một người rất chịu khó học hỏi, rất chịu khó lắng nghe, và quan trọng là cũng có những cá tính của riêng mình. Hy vọng rằng ông Cảnh sẽ mang đến cho Đà Nẵng Dragons một hơi thở mới ở mùa giải năm nay. Vâng, và như vậy là trận đấu bắt đầu, và bóng nằm trong tay của Akim Scott, và chúng ta hãy cùng xem Akim Scott sẽ đem lại những gì. Năm nay Akim Scott đã lớn tuổi hơn rất nhiều so với thời điểm anh bùng nổ tại Sài Gòn Heat. Liệu anh còn giữ được những tố chất đã từng khiến cho CIS phải mê mệt hay không? Vâng, đó sẽ là một câu hỏi mà rất là nhiều cổ động viên mong chờ. Đây là Akim, 2 điểm đầu tiên dành cho Akim Scott. Vâng, những kỹ năng vẫn ở đó. Đúng là Akim Scott. Justin Young sẽ là người cầm bóng chính tại đội tuyển Việt Nam. Một quyết định tương đối bất ngờ. Đội tuyển Việt Nam đâu có thiếu PG. Vừa rồi là pha bóng của Đinh Thanh Tâm. Nhưng rõ ràng việc để cho Justin Young dẫn bóng lên như thế là một điều đã từng xảy ra ở Thăng Long Warrior, nhưng sẽ luôn gây ra những tranh cãi. Vâng, và với những đội bóng mà Justin Young khoác áo thì anh luôn cầm bóng khá nhiều khi đưa bóng qua nửa sân. Đây có lẽ là một phần là do thể hình của anh sẽ hoàn toàn áp đảo so với hậu vệ đối phương, giúp anh có một tầm quan sát tốt hơn. Nhưng mà như anh Hiếu đã nói thì rất có thể nó sẽ gây khó khăn, vì có khả năng anh sẽ không có được sự nhanh nhẹn và vấp phải sự truy cản rất là lớn từ đối thủ. Vâng, điều đó đã từng xảy ra ở Thăng Long Warriors, với minh chứng là rất rất nhiều những turnover liên tiếp. Và trận đấu đang phải tạm thời gián đoạn một chút vì một sự cố trên bảng điện tử. Lúc này thì tất cả đang được reset lại từ đầu, và chúng ta có lẽ sẽ phải chờ một ít phút. Trong lúc này thì chúng ta sẽ nói về những con người trên sân của đội tuyển Việt Nam. Rõ ràng là thể hình rất tốt. Justin Young, Tâm Đinh đều cao trên 1m9. Nguyễn Huỳnh Phú Vinh cũng cao trên 2m. Và người lẻ loi còn lại có lẽ là Dư Minh An, một cầu thủ chỉ cao 1m7, nhưng chắc chắn là phòng ngự thì không thua kém ai cả. Vâng, và như tôi đã nhắc đến từ đầu thì nếu như loại bỏ 5 cái tên ở trong đội hình xuất phát này thì trên ghế dự bị, cái tên có thể hình tốt duy nhất của đội tuyển Việt Nam sẽ là Vũ Đức Thái, cầu thủ big man xuất thân từ lò đào tạo phòng không không quân. Thì với việc mà Vũ Đức Thái có thể trạng như thế nào thì đó sẽ là một dấu hỏi rất lớn, vì từ trước đến nay anh luôn luôn phải chứng minh rất là nhiều là mình có thể thi đấu trọn vẹn số phút cũng như trọn vẹn yêu cầu của ban huấn luyện. Thì hãy cùng xem trong màu áo đội tuyển quốc gia anh sẽ làm như thế nào.
Chúng ta sẽ nhắc tới Vũ Đức Thái sau, bởi vì bây giờ là những pha ném phạt của Tâm Đinh, điểm số đầu tiên của Đinh Thanh Tâm tại VBA năm nay. Vâng, và nhìn thấy Đinh Thanh Tâm thì có lẽ các cổ động viên Cần Thơ Catfish đang cảm thấy hơi đau lòng một chút vì họ đã mất đi một franchise player đúng nghĩa. Nhưng đôi khi thay đổi mới là tốt. Chúng ta hãy cùng chờ xem tương lai sẽ nói những gì. Còn bây giờ, ở thời điểm hiện tại, Tâm Đinh sẽ phải cống hiến hết mình cho đội tuyển quốc gia. Chris Carter hơi vụng cho tình huống vừa rồi. Vâng, Dương Ngàn. Đây là Phú Vinh. Phú Vinh trong tập ném 3 điểm rất nhiều phải không anh Long? Vâng, anh không có một chút chần chừ nào trong pha bóng vừa rồi, chỉ cần chống là dứt điểm ngay. Và cầu soi. Và đây là Akim Scott. Dường như Akim Scott đang là điểm đến cuối cùng của những pha tấn công. Bây giờ là Richard Nguyễn. Phạm Luật chạy bước tới từ Richard Nguyễn. Một tình huống có vẻ như là Richard hay còn gọi là Nguyễn Minh Tôn đã bị lo cò. Từ nãy đến giờ bóng qua tay của Michael Soi khá nhiều. Triệu Hóa Minh. Một tình huống phạm lỗi tấn công có lẽ là của cầu thủ cao nhất trên sân, Chris Carter. Chris Carter cao tới 2m06. Vâng, và đó có vẻ là lỗi cá nhân thứ hai của không của Michael Soi thì anh Minh Hiếu. Mắc hai lỗi cá nhân nhưng Michael Soi vẫn đang có mặt ở trên sân. Michael Soi từng có một mùa giải thi đấu rất ấn tượng tại Hồ Chí Minh City Wings. Chris Carter với tình huống post up. Thể hình quá tốt của Justin Yang đã ngăn chặn một tình huống đã vào dứt điểm. Trọng tài xác định có lỗi trong tình huống vừa rồi. Người phạm lỗi có vẻ là Nguyễn Huỳnh Phú Vinh. Cánh tay của Phú Vinh đã đưa ra và trọng tài xác định có lỗi cản người. Đây là Michael Soi một mình giữa vòng vây 4 cầu thủ của đội tuyển Việt Nam và đã bị mất bóng. Đinh Thanh Tâm. Lỗi tấn công của Đinh Thanh Tâm. Vâng, đây là tình huống thứ hai liên tiếp mà Đinh Thanh Tâm muốn đánh trực diện vào phần giữa ngực của Triệu Hán Minh. Nhưng mà sau pha bóng đầu tiên đã bị bỏ qua thì lần này các trọng tài đã xác định là Tâm Đinh phạm lỗi tấn công. Michael Soi. Triệu Hán Minh rất khéo léo vào Michael Soi với deep three quen thuộc. Ở VBA 2019, Michael Soi có rất nhiều tình huống deep three ấn tượng. Năm 2019 là cũng là năm mà Nguyễn Minh Tôn ra mắt khán giả Việt Nam và để lại ấn tượng với lối chơi không khác gì của Russell Westbrook. Hai cầu thủ đó, một người thì đã chia tay VBA 2020, một người thì chỉ trở lại VBA 2020 ở giai đoạn cuối và thi đấu hai trận cho chính Đà Nẵng Dragon, đó là Nguyễn Minh Tôn. Cú ném của Phú Vinh. Hai cú ném 3 điểm của Phú Vinh không thành công trong trận đấu này. Vâng, có thể thấy là các cầu thủ Việt Nam đang đẩy rất nhanh nhịp độ trận đấu lên. Đây là một hình ảnh rất quen thuộc với những đội bóng mà ông Kevin Jacobs dẫn dắt. Ngược lại thì huấn luyện viên Phan Thanh Cảnh muốn các cầu thủ chơi chậm lại. Vâng, và cả hai đội bóng đều đang gặp khó khăn trong khâu dứt điểm. Nguyễn Minh Tôn. Bóng đi chạm vàng. Và bóng xuống dành cho các cầu thủ đội tuyển Việt Nam sau tình huống rebound bất thành của Carter. Năm nay VBA có rất nhiều ngoại binh cao kèo. Vâng, và không chỉ là một ngoại binh cao kèo mà các đội bóng còn ưa thích việc sử dụng một ngoại binh gắn kèm với một hậu vệ. Đây sẽ là Carter cho dẫn đầu cho đường phản công nhanh. Vừa rồi là một lỗi của Đinh Thanh Tâm, cũng là lỗi cá nhân thứ hai của cầu thủ mang áo số 23. Có lẽ phải Đinh Thanh Tâm muốn cướp bóng để tránh một tình huống phản công nhanh. Michael Soi. Bóng đến tay của Akin Scott.
điểm của Chris Carter. Đây chính là điều mà chúng ta đã nhắc đến trước trận phải không anh Hiếu? Khi mà không có một ngoại binh ở trong sân thì lợi thế về thể hình sẽ nghiêng hoàn toàn về đối thủ của đội tuyển Việt Nam. Đó cũng sẽ là những bài test, bởi vì những đối thủ tại SEA Games cũng đang rất gấp rút nhập tịch các cầu thủ cao kêu từ nước ngoài, và việc đối đầu với những cầu thủ cao lớn trên 2 mét tại VBA sẽ là liều thuốc thử dành cho thầy trò huấn luyện viên Kevin Jokers. Và huấn luyện viên Kevin Jokers chắc chắn muốn các học trò đáp trả bằng những cú ném ba như vừa rồi, đó là Dương Minh An. Từ nãy đến giờ thì các cầu thủ Việt Nam không hề ngần ngại tấn công, không hề ngần ngại dứt điểm dù khoảng trống là rất nhỏ. Đã có một tình huống phạm luật 3 giây của Chris Carter. Có thể thấy các cầu thủ Đà Nẵng Dragons luôn chuyển bóng khá nhiều và gần như là không có những tình huống đánh ISO của những cầu thủ đánh ISO rất tốt như là Akil Scott hay là Michael Soy. Có lẽ chúng ta sẽ phải chờ đợi nó ở những phòng tiếp theo. Một tình huống chạy chỗ rất hay của Nguyễn Minh Tơn. Vâng, và đây chính là điều mà chúng ta muốn thấy ở đội tuyển Việt Nam khi mà dựa nhiều hơn vào lối chơi luân chuyển bóng chứ không đánh cá nhân. Đây cũng là dấu ấn mà ông Kevin Jokers đã từng làm được trong năm ngoái khi mà ông lên ngôi vô địch cùng các cầu thủ Saigon Heat. Đối thủ của họ cũng chạy chỗ rất hay. Có vẻ như đây sẽ là một trận đấu mà chúng ta sẽ chứng kiến rất nhiều tình huống luân chuyển bóng hấp dẫn. Có tiếp pin tốt, một tình huống mà Jesse Young có phần hơi mất tập trung và Thái Cường đã có điểm. Nhưng ngay sau đó là phá phản công nhanh và Dương Minh An với tốc độ của mình đã đem về điểm số thứ 9. Vâng, đội tuyển Việt Nam đẩy nhịp độ lên rất nhanh. Nếu như các cầu thủ Đà Nẵng Dragon muốn ngăn cản những pha phản công nhanh quá đơn giản như vừa rồi, họ cần phải về thủ nhanh hơn, set đội hình phòng thủ nhanh hơn, thưa anh Minh Hiếu ạ. Michael Soy, Akim Scott có quá nhiều khoảng trống. Đinh Thanh Tâm, Đinh Thanh Tâm đột phá, muốn chuyển ra. Trọng tài không thổi còi. Một tình huống mà Đinh Thanh Tâm muốn chuyền ra góc không độ nhưng đã bị đối thủ ngăn chặn. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Thủ quá tốt tới từ Akim Scott. Vâng, Akim Scott đã bật thẳng lên. Và đó sẽ là một tình huống phòng thủ hợp lệ. Bây giờ theo quan sát của tôi thì Tâm Đinh đã được rút ra sân nghỉ và vào thay cho anh là Lê Ngọc Tú. Vâng, Tâm Đinh thì dù gì cũng hai lỗi cá nhân rồi. Và hiệp đấu thứ nhất còn khoảng 4 phút 30 giây. Áp lực là rất cao đến từ Nguyễn Minh Tôn đối với Akim. Như vậy thì chúng ta có thể thấy là trên sân là thầy Tô đã vào sân. Cú dứt điểm quá hay của cầu thủ mang áo số 98 Triệu Hám Minh. Vâng, Đà Nẵng đang ăn miếng trả miếng. Hai đội có thể nói là đang tấn công cực kỳ đẹp mắt vào thời điểm này. Nhưng lão tướng của Đà Nẵng Dragon cho thấy họ không hề hết thời chút nào. Từ Akim Scott cho tới Triệu Hám Minh đều là những cầu thủ 8X. Tôi có một thống kê là VBA về top 5 cầu thủ lớn tuổi nhất, 3 trong số đó thuộc về Đà Nẵng Dragon. Vâng, huấn luyện viên Phan Thanh Cảnh, ông rất ưu tiên kinh nghiệm. Bên cạnh đó là những gương mặt mà ông đã quen thuộc. Đó là lý giải vì sao có rất nhiều cầu thủ đã từng là học trò của ông hoặc là từng là thậm chí là đồng đội của ông có mặt ở trên sân trong mùa áo của Đà Nẵng Dragon. Akim Scott đã cứu được bóng rồi. Một pha phản công nhanh, Akim Scott rất mạnh mẽ nhưng bóng tráng rồi đi ra ngoài. Akim Scott cho rằng mình đã bị phạm lỗi trên tình huống đó. Vâng, những pha phản công nhanh như vừa rồi chính là điều mà Akim đã khiến cho người hâm mộ Sài Gòn Heat năm 2017 phải cảm thấy mê mệt. Nhưng chúng ta cũng phải dành lời khen cho Dương Minh An. Một tình huống thủ quá tỉnh táo tới từ cầu thủ số 7. Dương Minh An đột phá vào trong. Enuon cho Dương Minh An. Người phạm lỗi có vẻ là Tô Quang Trung. Tô Quang Trung đang trên đường chạy theo một cầu thủ mà anh được phân kèm. Tuy nhiên khi nhìn thấy Dương Minh An đột phá, thầy Tô đã dừng lại và quyết định hỗ trợ.
Mặc dù vậy nó đã dẫn đến pha bóng N1 của Yumenan. Yumenan ở giải vô địch quốc gia vừa rồi là một trong năm cầu thủ được chọn vào đội hình tiêu biểu, cho dù Thành phố Hồ Chí Minh chỉ kết thúc giải đấu ở vị trí thứ hai chung cuộc. Tô Quang Trung, thầy Tô có quá ít khoảng trống để ném ba trong tình huống vừa rồi. Đó là một pha bóng có ý tưởng khá tốt đến từ Chris Carter. Chúng ta có thể thấy có những khoảng trống nhất định ở khu vực weak side. Thái Cường, cầu thủ có thể nói là ít tên tuổi nhất trên sân, hoàn toàn trống trải. Huấn luyện viên Kevin Jokic nhắc nhở các học trò về những cú screen. Double team. Triệu Hòa Minh đối đầu với sải tay rất dài tới từ cầu thủ mặc áo số 34. Vâng, Akeem Scott. Đó là Phạm Đức Kiên. Akeem Scott vừa có một tình huống offensive rebound giữa, phải nói là một rừng tay của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam. Và cuối cùng thì Justin Young đã phải phạm lỗi. Hai quả ném phạt dành cho Akeem Scott. Trong pha tranh chấp vừa rồi thì người cùng với Justin cố gắng truy cản Akeem là Phạm Đức Kiên. Anh vừa được cho vào sân để thế chỗ của Nguyễn Huỳnh Phú Vinh. Cũng giống như Nguyễn Huỳnh Phú Vinh thì Phạm Đức Kiên từng khoác áo Sài Gòn Heat, nhưng Phạm Đức Kiên chỉ khoác áo một mùa VB 2019. Chúng ta có thể thấy ở góc sân có Tâm Đình đang đạp xe. Hai lỗi cá nhân khiến anh rời sân hơi sớm so với dự kiến. Một tình huống phản công nhanh. Đó là giá trị của kinh nghiệm. Vâng, có vẻ như là Akeem đã định nấp rõ nhưng mà bước đặt trụ của anh có vẻ hơi bị trượt chân một chút. Phạm lỗi rồi. Trọng tài xác định Nguyễn Minh Tôn đã bị phạm lỗi. Vâng, đây là Tâm Đình đang cố gắng tiếp tục làm nóng người. Có vẻ như Tâm Đình rất muốn đôi chân của mình không bị nguội đi. Với cá nhân tôi thì tôi mong rằng đây sẽ là một mùa giải có thể coi là thật sự khỏe mạnh và có thể trạng tốt của Tâm Đình. Vì trong phải nói là 3 mùa VBA gần nhất thì anh luôn gặp một số vấn đề nào đó. Không phải chấn thương nặng thì cũng là những chấn thương nhẹ lắc nhắc xuyên suốt mùa giải. Và chắc chắn Tâm Đình không phải là người duy nhất phải đối mặt với những vấn đề đó. Có rất nhiều cầu thủ VBA luôn phải thi đấu trong tình trạng nén đau. Vừa rồi thì Nguyễn Minh Tôn đã ném trượt cả hai quả phạt của mình. Lúc này thì đội tuyển Việt Nam vẫn đang dẫn trước với tỷ số 13-11 cho tới khi Chris Carter đưa quả bóng vào rổ. Tỷ số được cân bằng 13-13. Đây là Justin Young bị phạm lỗi. Và đó có vẻ như là lỗi cá nhân thứ hai của Chris Carter thì phải. Không, lỗi thứ ba. Carter đã phạm lỗi thứ ba rồi. Vâng, bây giờ thì huấn luyện viên Phan Thanh Cảnh đã buộc phải rút Chris Carter ra ngoài. Người vào sân là cầu thủ mang áo số 1 Phan Ánh Minh. Một cầu thủ được đo chiều cao là lên đến 1m88 và là đồng đội của Nguyễn Huỳnh Phú Vinh tại trường Đại học Thể dục Thể thao. Cú ném phạt đầu tiên của Justin Young bóng đi vào rổ. Huấn luyện viên Phan Thanh Cảnh vừa có những thắc mắc liên quan đến lỗi cá nhân của Chris Carter. Có vẻ như là trước đó ông tưởng rằng Carter mới chỉ có một lỗi cá nhân và vừa rồi là lỗi cá nhân thứ hai. Vâng, nhưng mà bằng trợ lý vừa nhảy lên là ba xong nhảy xuống hai ngay lập tức. Vâng, nếu vậy thì đó thực sự mới là lỗi cá nhân thứ hai của Carter. Nhưng có thể thấy là tới lúc này thì cả hai đội bóng, đội tuyển Việt Nam và Đà Nẵng Dragons đều đã phạm đủ 4 lỗi đồng đội trong hiệp đấu này. Triệu Hòa Minh đối đầu với Lê Ngọc Tú, hai cầu thủ của Thành phố Hồ Chí Minh đối đầu với nhau và lỗi thì khá xa của Lê Ngọc Tú. Vừa rồi thì các cầu thủ Việt Nam đã quyết định bắt người toàn sân và thoạt nhìn tôi cứ tưởng là đó là một tình huống tấn công của tuyển Việt Nam chứ không phải là một tình huống lên bóng của Đà Nẵng Dragons, vì toàn bộ 10 cầu thủ ở trên sân đều đứng về phía sân nhà của Đà Nẵng Dragons.
Bây giờ thì cả 10 cầu thủ đều đứng ở phần sân của đội tuyển Việt Nam vì sẽ là những quả ném phạt dành cho Triệu Hà Minh. Xin lỗi, đồng đội của đội tuyển Việt Nam đã là con số 5 rồi. Triệu Hà Minh thành công quả đầu tiên. Và tiếp tục thành công ở quả thứ hai. Đôi tay rất bền bỉ của lão tướng Hán Minh. Lê Ngọc Tú, một cú ném sở trường của Lê Ngọc Tú. Kim Scott có rebound và anh đang muốn mọi thứ chậm lại. Đà Nẵng Dragons tấn công không cần phải vội vàng vào lúc này. Họ không muốn bị cuốn vào lối chơi của đối thủ. Đó có lẽ là cú ném đầu tiên của thầy Tô thì phải. Vâng, đúng là như vậy. Đây sẽ là Justin Young đánh thẳng vào giữa. Có hai điểm dành cho Justin Young, rất uy lực. Lúc này thì không có Chris Carter ở trên sân thì các cầu thủ của tuyển Việt Nam có lẽ sẽ lao vào với tốc độ cao hơn và quyết tâm lớn hơn. Vâng, không còn một người bảo vệ bản rổ của Đà Nẵng ở trên sân nữa. Nhưng đây, vâng, vừa rồi là một tình huống phạm lỗi của Phạm Đức Kiên. Đức Kiên đã quyết định rời phòng không không quân. Và ở mùa giải VBA năm ngoái thì anh không được thi đấu. Năm nay thì anh đã trở lại ở đấu trường giải vô địch quốc gia trong màu áo của Hà Nội ở mùa giải 2020-2021. Và những màn trình diễn đó giúp anh lọt vào mắt xanh của huấn luyện viên Kevin Jokers. Ở trên sân thì Đức Kiên cũng giống như Tâm Đinh, cũng giống như Justin Young là một trong những cầu thủ đã từng có huy chương tại SEA Games. Ông Jokers rất hiểu người học trò cũ của mình. Nếu tôi không nhầm thì Đức Kiên đã bị loại trước khi đội tuyển sang Manila thì phải. Nếu tôi không nhầm là như vậy. Thì đội tuyển Việt Nam lúc đó triệu tập 13 cầu thủ và đến phút chót thì Đức Kiên vì một chấn thương đã không thể tiếp tục đồng hành cùng các đồng đội. Và đây là Nguyễn Minh Tôn, cầu thủ có lần đầu tiên khoác áo đội tuyển quốc gia. Rồi là một pha phạm lỗi khá nặng đến từ Võ Thái Cường. Một tình huống lỗi tốt tới từ Thái Cường. Võ Thái Cường như đã nhắc đến từ đầu, anh là một học trò cũ của ông Phan Thanh Cảnh. Thái Cường đã từng có khoảng thời gian ngắn thi đấu tại VBA trong màu áo Sài Gòn Heat ở năm 2017. Nhưng sau đó thì cầu thủ này đã trở về chuyên tâm học hành và bây giờ thì anh chính thức tái xuất giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam. Một học trò khác của huấn luyện viên Phan Thanh Cảnh đó là Huỳnh Thanh Tâm cũng vừa được vào sân bên phía đội tuyển Việt Nam. Chris Carter cũng đã được trở lại sân trong 1 phút 14 giây còn lại để thi đấu những phút cuối cùng khi mà chứng kiến đội tuyển Việt Nam đang dần áp đảo ở khu vực dưới rổ. Akim Scott. Có vẻ là một tình huống bể bài của Đà Nẵng Dragon và Akim đã quyết định tự mình làm hết. Đã quá 24 giây rồi và Marcosoy không thể đưa được bóng chạm vành rổ. Đó là một tình huống phòng ngự quá tốt tới từ đội tuyển Việt Nam, cự ly hợp lý, di chuyển hợp lý, tất cả mọi thứ đều hoàn hảo. Đây sẽ là Lê Ngọc Tú. Lại là một lỗi nữa ở khu vực dưới rổ của các cầu thủ Đà Nẵng Dragon. Và phạm lỗi thuộc về Phan Ánh Minh, cầu thủ xuất thân từ Đại học Thể dục Thể thao. Anh thi đấu cùng lứa với Nguyễn Huỳnh Phú Vinh, Võ Kim Bản hay Huỳnh Thanh Tâm. Vâng, trên màn ảnh chúng ta là Phạm Đức Kiên, cầu thủ trong vòng phải nói là một năm vừa qua rất cố gắng thể hiện mình ở mọi cấp độ thi đấu, từ giải bóng rổ sinh viên ở Hà Nội cho đến giải vô địch quốc gia trong màu áo đội tuyển bóng rổ Hà Nội và bây giờ là trong màu áo của đội tuyển quốc gia Việt Nam tại VBA 2021. Hy vọng là quãng thời gian hơn một năm rời xa bóng rổ đỉnh cao không khiến anh thui chột đi, nhưng rõ ràng là những quả ném phạt của anh cần phải tiến bộ hơn thế rất nhiều. Một cú ném phạt airball. Đây sẽ tiếp tục là những tình huống
áp lực từ ngay phần sân đối phương của Minh Tôn. Cú ném vào điểm tốt, đó là cú ném của Tô Quang Trung, ông vua vào điểm một thời của VBA. Vâng, đó chính là lý do vì sao mà Phan Thanh Cảnh đã đích thân nhắn tin để mời Tô Trung về thi đấu cho Đà Nẵng Dragon. Thấy Tô đã không thi đấu cho Hà Nội Buffaloes khi được lựa chọn ở VBA Draft, anh nghỉ VBA từ đó tới nay. Năm ngoái anh còn là trợ lý tại Cần Thơ Catfish. Và đây là pha bóng cuối cùng của hiệp đấu này, không có buzzer beater cho Kim Scott. Và hiệp thi đấu thứ nhất khép lại với lợi thế dẫn trước 20-19, nhưng về phía các thủ Đà Nẵng Dragons, vâng, có thể nói là một hiệp đấu rất cân bằng. Và nó sẽ hứa hẹn, nó giống như là một trailer cho 3 hiệp đấu còn lại, một trận đấu cực kỳ hấp dẫn. Và đừng rời khỏi màn hình, chúng tôi sẽ trở lại sau giây lát mà thôi. Chúng ta vừa được theo dõi lại những pha bóng đẹp nhất của hiệp thi đấu thứ nhất. Và đây sẽ là hiệp 2, trận đấu giữa Đà Nẵng Dragon và đội tuyển Việt Nam. Trận đấu thứ tư trong khuôn khổ các lượt trận Challenger trước mùa giải của VBA 2021. Đinh Thanh Tâm trở lại sân. Và anh để lại rồi với một cú ném chạm vành. Từ đầu trận đến giờ thì Tâm Đinh đang có 0/3 field goal. Anh vẫn chưa thành công ở bất kỳ lần dứt điểm nào, và điểm số duy nhất của anh là đến từ vạch ném phạt. Mà cột soi Tô Quang Trung. Justin Young, Huỳnh Thanh Tâm, Dương Minh Nam. Bóng được luân chuyển khắp mặt sân. Đây là Huỳnh Thanh Tâm. Đà Nẵng Dragon đang phòng ngự khá tốt và kín kẽ. Đây sẽ là một quả 3 điểm của Justin Young vì đồng hồ shot clock đã trôi về hết rồi. Rõ ràng là việc đưa bóng cho Justin Young ném 3 điểm có lẽ là biện pháp cuối cùng mà thôi. Bóng vẫn nằm trong tay của các cầu thủ Đà Nẵng Dragon. Và đó là pha móc rổ đẹp mắt của Võ Thái Cường. Vâng, Võ Thái Cường rất tự tin trước mặt anh là Justin Young, nhưng mà cầu thủ này không hề e sợ một chút nào. Cú ném sọt của Tâm Đình, và đây sẽ là điểm số đầu tiên của anh trong trận đấu ngày hôm nay từ những tình huống field goal. Kim Scott đã muốn có một tình huống lỗi tấn công, nhưng mà trọng tài thì không nghĩ như vậy. Nhưng mà ngay bây giờ theo quan sát của tôi,
Trọng tài đang xác định lại đó là một pha 2 điểm hay 3 điểm. Vâng, như vậy trọng tài tính quả 3 điểm dành cho Đinh Thanh Tâm và tỷ số lúc này đang là 22 đều. Vừa rồi thì trọng tài Dominic Poma, đây, ông Poma đang có những giải thích với huấn luyện viên Phan Thanh Cảnh, sau đó là Kim Scott, rằng anh cần phải thi đấu một cách gọi là thẳng thắn hơn vì vừa rồi anh đã có một pha bóng hơi ăn vạ một chút. Kim Scott cho rằng Dư Minh An trong tình huống đó đã phạm lỗi với anh. Một mình Akim đã hút đến hai cầu thủ của đội tuyển Việt Nam ra ngoài và có and one cho Michael Soy. Điểm số đầu tiên của cầu thủ mang áo số 3 ở trận đấu này. Michael Soy trong khoảng thời gian vừa rồi không chỉ ở ẩn, anh đã đăng ký tham dự PBA Draft tại Philippines, của giải bóng rổ nhà nghề Philippines, nhưng mà hình như là bị undraft thì phải. Vâng, nhưng mà sau đó thì Michael Soy đã nhận được lời mời về đánh PBA cho Đà Nẵng Dragon. Đó là một tình huống phòng thủ tốt của Michael Soy trước Tâm Đinh. Triệu Hạ Minh, Michael Soy, sải tay rất dài giúp cho Chris Carter dễ dàng thực hiện những tình huống dứt điểm như vừa rồi. Tâm Đình có lỗi, đó không, đó là phạm luật chạy bước tới từ Tâm Đình. Vâng, chính Tâm Đình cũng biết là mình vừa mới phạm luật chạy bước, vì vậy anh quay về thủ rất nhanh. Có lẽ Michael Soy đã thoát tim, anh đã mắc hai lỗi cá nhân rồi. Nói thêm một chút về Michael Soy thì cầu thủ này đã tập luyện rất nhiều và rất kỹ khi ở quê nhà Canada. Anh rất khát khao để thể hiện mình ở mùa giải VB 2021 này, sau khi không được triệu tập, không được bất kỳ đội nào liên hệ trong năm 2020. Và tấn công nhanh của các cầu thủ tuyển Việt Nam. Đinh Huỳnh Thanh Tâm là người bị phạm lỗi trên hướng vừa rồi. Và bây giờ thì chúng ta có lỗi cá nhân thứ 3 của Michael Soy. Không có lỗi ở tình huống trước đó, nhưng ở tình huống này thì có lỗi. Và với 3 lỗi thì Soy cũng đã rời sân. Phú Vinh cũng đã có mặt trên sân và anh đang nói chuyện với Justin Young, người đã có 2 đường kiến tạo và 3 cú rebound cho trận đấu ngày hôm nay. Vâng, người vào sân thế chỗ cho Michael Soy sẽ là Lâm Quang Sáng, một cầu thủ trẻ đã gây được rất nhiều ấn tượng đối với các huấn luyện viên tại buổi VBA Draft Combine. Vừa rồi là cú ném phạt hụt của Huỳnh Thanh Tâm, anh ném phạt trượt cả 2 lần. Huỳnh Thanh Tâm đã thể hiện rất tốt tại giải vô địch quốc gia vừa qua, thi đấu cực nhanh và cực kỳ sáng ngước, và đó là lý do huấn luyện viên Kevin Jacobs đưa anh lên tuyển bất chấp thể hình rất nhỏ con. Lỗi tấn công. Đó là một tình huống bù người trái phép, illegal screen của Võ Thái Cường. Đầu hiệp đấu này thì chúng ta đang chứng kiến trận đấu bị xé nhỏ bởi rất nhiều tiếng còi của các trọng tài khi cầu thủ đôi bên liên tục mắc lỗi hoặc phạm luật. Đó là cú ném 3 điểm xuất sắc của Dương Minh An, nhưng trước đó cần phải nói tới đường truyền của Nguyễn Đình Phú Vinh. Nguyễn Đình Phú Vinh tung ra một đường truyền mà đường bóng còn đi cao hơn cả rổ, và chắc chắn không ai chặn được đường bóng như thế rồi. Vâng, kiến tạo và chuyền bóng sẽ là một bước phát triển tiếp theo của Nguyễn Đình Phú Vinh nếu anh muốn đạt đến một đẳng cấp cao hơn ở sự nghiệp thi đấu của mình. Cú ném cầu may của Kim Scott và có rebound dành cho Phú Vinh. Đây là phản công nhanh. Đinh Thanh Tâm ném 3 điểm từ góc 45 độ không thành công. Rebound tiếp tới từ Phú Vinh vẫn không được. Đây là Kim Scott, sẽ là một tình huống phản công nhanh đánh thẳng vào vị trí của Justin, chắc chắn là như vậy. Nhưng mà cái lên rổ tay phải của Kim đã không tốt rồi.
Hai đội đang thi nhau đẩy nhanh nhịp độ trận đấu, không ai muốn dừng lại. Và vừa rồi là một tình huống phạm lỗi của Đinh Thanh Tâm. Lỗi cá nhân thứ 3 của Tâm Đinh. Anh sẽ cần phải rất cẩn trọng với lỗi cá nhân trong trận đấu này. Một cú Eurostep đã bị chặn lại bởi một tình huống phạm lỗi. Tâm Đinh còn không tin được là mình đã phạm lỗi cơ. Anh tưởng là chỉ là một tình huống bóng ra ngoài biên mà thôi. Và vào sân sẽ là một Tâm khác, Sơn Minh Tâm, và thay cho Đinh Chính Tâm. Trong khi đó thì Huỳnh Thanh Tâm sẽ ra sân, được thế chỗ bởi Nguyễn Minh Tôn. Có tới 3 cầu thủ cùng tên Tâm ở trên đội tuyển Việt Nam. Chris Carter, từ đầu trận đến giờ anh thi đấu có thể coi là khá tròn vai, khai thác được điểm yếu về thể hình của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam và có được những tình huống câu lỗi cũng như những tình huống ghi điểm có thể coi là quý giá đối với Đà Nẵng Dragon. Nếu như Carter thi đấu quyết liệt hơn một chút thì chắc chắn Đà Nẵng Dragon sẽ có thêm nhiều điểm số, nhưng có lẽ là do chỉ đạo của huấn luyện viên cho nên anh chưa thể bung hết sức ở trận đấu này. Nhưng mà trong khâu phòng ngự cũng như tranh chấp bóng thì tôi đang thấy Carter thi đấu như một con thoi. Anh tranh chấp, anh rebound, anh lấy loose ball rất nhiều. Có thể nói là Carter thi đấu rất thông minh. Không thể thắng được Justin Young trong tình huống post-up này. Trái ngược với việc đội tuyển Việt Nam đẩy nhanh nhịp độ trận đấu thì các cầu thủ Đà Nẵng Dragon luôn tận dụng gần hết shot clock ở trong những pha tấn công của mình. Phú Vinh chưa có quả 3 điểm thành công nào cả. Đó đã là nỗ lực ném xa thứ 3 của anh. Có lẽ Akin Scott là ngoại lệ duy nhất khi nhắc tới vấn đề shot clock. Đây là Sơn Minh Tâm định lấy lỗi tấn công nhưng mà Sơn Minh Tâm đã kịp lách người sang, nhưng mà rất tiếc là cầu thủ mang áo số 15 cũng không thể thực hiện thành công tình huống lên rổ của mình. Một cuộc chạm trán với đội bóng cũ Đà Nẵng Dragons. Sơn Minh Tâm từng khoác áo đội bóng này trong vòng 2 mùa giải liên tiếp và nổi lên từ 2019. Ở mùa giải vừa qua thì Sơn Minh Tâm cũng là một thành viên của đội Sóc Trăng lên ngôi vô địch tại giải vô địch quốc gia. Vâng, hai đội đang thi nhau dứt điểm trượt ở trong khoảng ít phút đầu tiên này, và đó là một pha bóng khá khó hiểu của Sơn Minh Tâm. Không còn chịu được những gì diễn ra ở trên sân, huấn luyện viên Kevin Jerkes đã buộc phải gọi hội ý. Tính cho tới thời điểm này của trận đấu thì xin các bạn tính cho tới thời điểm này của hiệp đấu thì mới chỉ có tổng cộng 13 điểm được ghi. 7 thuộc về Đà Nẵng Dragon và 6 thuộc về đội tuyển Việt Nam. Có lẽ hai đội đang gặp vấn đề về cảm giác dứt điểm. Một phần nữa là những trụ cột của cả đôi bên đều đang gặp những vấn đề về lỗi cá nhân. Có thể kể đến như là Tâm Đinh của đội tuyển Việt Nam hay là Michael Soy của Đà Nẵng Dragon. Võ Thái Cường, Chris Carter và hai cầu thủ này cũng đều đang có hai lỗi cá nhân và có thể thấy là họ đang thi đấu khá rén ở trong khu phòng ngự. Vâng, đây sẽ là lần đầu tiên Đà Nẵng Dragon ra sân ở trong trận đấu này mà không có bất kỳ ngoại bên nào của mình ở trên sân. Michael Soy sẽ ra sân cùng với Triệu Hán Minh, với Phan Ánh Minh, Võ Thái Cường và Tô Quang Trung, người hiện đã có 3 lỗi cá nhân, một điều có thể nói là khá là đáng lưu ý. Liệu đây có phải là sự giải phóng cho Michael Soy không? Michael Soy từ đầu trận đến giờ đánh khá nháp bóng, anh đánh bài rất nhiều và hiếm khi tự mình đánh rổ. Điều mà anh gọi là có thể gọi là điểm mạnh nhất của Michael Soy. Quá cao. Huấn luyện viên Phú Vinh vượt trội so với các cầu thủ nội binh bên phía Đà Nẵng Dragons. Còn Justin Young thì quá khỏe. Vâng, đây chính là một trong những điểm mạnh mà tôi nghĩ là cá nhân Justin Young cũng biết. Đó là anh có khả năng kiến tạo và cầm bóng khá ổn. Đó là lý do vì sao cầu thủ có chiều cao và thể hình rất lớn này luôn thi đấu. Không phải luôn mà là phần lớn thời gian thi đấu, anh luôn cầm bóng qua sân và là người khởi đầu cho các đợt tấn công của đội bóng Mạnh Phát Áo.
Có một điều đặc biệt mà Justin Young từng tiết lộ, đó là trước khi tới Việt Nam anh không bao giờ bước ra khỏi khu vực 3 giây. Thường xuyên có mặt ở khu vực dưới rổ và thi đấu cơ bắp. Cho nên rõ ràng việc chuyển đến Hồ Chí Minh City Wing và đặc biệt là sau đó Hà Nội Buffalo cũng như Thăng Long Warriors giúp anh hoàn thiện hóa lối chơi. Đây là bài bắt người nguyên sân của các thủ đội tuyển Việt Nam. Nhưng mà Đà Nẵng Dragon đã hóa giải được sau một lần họ làm bóng ra biên. Michael Soi, Tô Quang Trung. Tô Quang Trung hơi lưỡng lự cho tình huống vừa rồi, nhưng vẫn còn cơ hội. Michael Soi vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn. Theo anh Long là Đà Nẵng Dragon họ tận dụng 24 giây hay là họ không thể tìm ra nổi đường tấn công trong vòng 24 giây dẫn tới việc đi hết shot clock? Tôi nghĩ là cả hai, thưa anh Hiếu à. Từ này đến giờ thì chúng ta luôn thấy Đà Nẵng Dragon muốn đánh chậm lại, chạy hết bài để tìm được một cơ hội dứt điểm thực sự chống chạy. Nhưng mà từ nãy đến giờ thì họ đôi khi có được khoảng trống, nhưng mà việc dứt điểm thành công thì lại là một câu chuyện khác. Không có được tư thế tốt nhất để thực hiện cú ném vừa rồi. Justin Young điều chuyền Dương Minh An, một khoảng trống hiếm hoi trong hiệp đấu này và Dương Minh An đã tận dụng được nó. Vâng, Dương Minh An hiện tại đang có hiệu suất ghi điểm 100%, 5/5 field goal và 14 điểm cho cầu thủ mang áo số 7. Nếu trận đấu kết thúc ngay lúc này thì có lẽ Dương Minh An sẽ là MVP của trận đấu. Nhưng thời gian vẫn còn khá dài. Hiệp thi đấu thứ hai vẫn còn 2 phút 17 giây cơ. Đây là Justin Young. Michael Soi không muốn lao ra thủ ở tình huống vừa rồi nữa. Michael Soi vừa thua thiệt về mặt thể hình. Anh vừa gặp vấn đề về lỗi cá nhân vì thế. Cú block mạnh mẽ. Không cần phải nhún nhảy. Nguyễn Huỳnh Phú Vinh không cần phải làm quá nhiều để block tình huống vừa rồi vì Michael Soi gần như đã dâng cho anh quả bóng. Ông Thanh Thanh Cảnh vừa đưa một loạt trụ cột của mình trở lại sân, bao gồm Akeem Scott và Chris Carter. Không có khoảng trống. Shot clock một lần nữa được Đà Nẵng Dragon đưa về tới tận những giây cuối. Đây là Triệu Hán Minh. Khá khó khăn. Nhưng vừa rồi thì Phú Vinh đã tự làm bóng ra biên. Đà Nẵng Dragon sẽ giữ lại được bóng nhưng mà chỉ còn 1,6 giây trên đồng hồ shot clock mà thôi. Họ sẽ cần một cú ném ngay, cú ném nhanh. Đó là một tình huống chase down block tuyệt đẹp của Akeem Scott. Vâng, và record 100% ghi điểm của Dương Minh An đã bị chặn lại một cách vững vàng như vừa rồi. Vâng, tôi rất mong sẽ được nhìn thấy tình huống quay chậm. Và đây, Akeem xuất phát sau, nhưng anh có thừa sức bật và có một pha timing rất chuẩn để chặn được pha lên rổ ghi điểm của Dương Minh An. Một cú block dính bảng rất mạnh mẽ. Thêm một turnover khá vô duyên của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam khi mà họ phạm luật chạy bước. Tính cho tới thời điểm này của trận đấu thì các cầu thủ của tuyển Việt Nam đã dính 9 turnover. Ở VBA thì con số 9 turnover qua 2 hiệp là một con số rất thường thấy. Vừa rồi là pha dứt điểm không thành công của Akeem. Pha phạm lỗi của Carter. Không, vừa rồi là tình huống phạm lỗi của Mai Phước Thịnh.
À, mình hiểu. Có lẽ pha bóng cho bóng đầu tiên là đúng luật. Và bây giờ Justin Young có cú ném phạt thành công. Điểm số thứ 7 dành cho Dương Vĩnh Luân. Justin Young năm nay đã tạm chia tay Thăng Long Warriors để lên khoác áo đội tuyển quốc gia, thế chỗ anh trong màu áo của những chú khủng long thủ đô là Jordan Young, người em ruột, chính xác hơn là người anh trai sinh đôi. Và bây giờ là điểm số của Christopher Carter, nhưng mà cái việc cầm 4 điểm. Còn Carter rất nhanh, đôi tay rất dài. 2 điểm tiếp theo dành cho Carter. Một chuỗi lên điểm mini 4-0 của cá nhân trung phong mang áo số 38. Đó là những gì mà đội tuyển Việt Nam sẽ phải đương đầu tại SEA Games. Những cầu thủ vừa cao vừa to lại vừa nhanh. Trong xu hướng bóng rổ hiện đại thì các big man bây giờ không đồng nghĩa với việc phải cấm ở trong khu vực dưới rổ hay là chỉ có thể dứt điểm cận bảng. Bây giờ họ đã có thể bước ra ngoài, tự tin phòng thủ và có những tình huống coast to coast, cướp được bóng và tự mình lên rổ bên kia sân như vừa rồi. Huấn luyện viên Kevin Jokos đang phải chấn chỉnh lại sự tập trung của các học trò sau khi liên tiếp để cho Carter đi thẳng vào rổ một cách dễ dàng như vừa rồi. Rõ ràng những pha bóng như thế là không thể tránh được, nhưng phần nào đó cũng nên nâng cao sự tập trung của các cầu thủ. Vâng, họ cần phải có sự bọc lót tốt hơn vì không thể nào dựa hoàn toàn vào Justin Young. Justin Young có chiều cao thua thiệt so với các trung phong đối phương, đặc biệt là Chris Carter trong trận đấu này. Vì vậy sẽ cần phải có sự bọc lót tốt hơn. Vâng, huấn luyện viên Kevin Jokic hợp đội quá lâu và trọng tài đã phải ra nhắc nhở các cầu thủ để họ nhanh chóng trở lại sân. Lúc này thì chỉ còn 29,2 giây là hiệp thi đấu thứ hai sẽ khép lại, cách biệt là 2 điểm. Sau những lần time out thì các huấn luyện viên sẽ vẽ một bài đánh rất rõ ràng cho các học trò của mình. Hãy cùng xem đội tuyển Việt Nam có thực sự tận dụng được cơ hội này hay không. Justin Young muốn tận dụng hết shot clock. Chúng ta có thể thấy rõ ý đồ trong bài chạy này. Justin Young, cú ném tốt của Justin Young và đồng hồ chỉ còn 3,6 giây mà thôi. Triệu Á Minh vẫn cũng bao giờ biết từ giữa sân chăng? Không. Á Minh từng có một cú bao giờ biết tờ như thế trong mùa áo Seven Heat tại ABL, nhưng điều đó đã không tái hiện ở trận đấu ngày hôm nay. Và tỷ số lúc này đang là 35-31 nhưng về phía các cầu thủ tuyển Việt Nam một lợi thế nhỏ nhỏ, nhưng vẫn thời gian vẫn còn rất dài và trận đấu vẫn còn khá nhiều điều đáng chú ý ở phía trước. Và chúng ta sẽ cùng tạm nghỉ phút trước khi đến với phần tiếp theo của trận đấu này.
Quý vị thân mến, chúng ta cùng đến với phần bình luận giữa trận đấu giữa hai đội bóng rất đáng chú ý, đội tuyển Việt Nam và Đà Nẵng Dragons. Chúng ta đã trải qua hai hiệp đấu hết sức cân bằng và tỷ số lúc này chỉ là 33-27. Và anh Long, anh có những ý kiến gì về những ngôi sao của trận đấu này? Vâng, và ở tính đến thời điểm hiện tại thì khâu dứt điểm, tỷ lệ field goal đang là một vấn đề khá lớn đối với cả hai đội bóng. Tuy nhiên, chúng ta có hai ngôi sao đang chơi cực kỳ hiệu quả và cũng tự tin, đó chính là Christopher Carter cũng như là Justin Young. Thì hiện tại thì mỗi cầu thủ đang đều có được 10 điểm và tỷ lệ field goal cũng khá ổn. Vâng, và chúng ta đang theo dõi ở trên màn hình là chỉ số của hai đội. Chỉ số field goal của Việt Nam là 35%, của Đà Nẵng Dragons là 27%, số rebound ngang nhau đều là 25, số đường kiến tạo, số cú steal cũng như nhau, và số turnover thì là có lẽ là hơi lớn, 11 cho Việt Nam và 7 cho Đà Nẵng Dragons. Vâng, và có một chỉ số mà tôi nghĩ là đáng chú ý, đó là tỷ lệ field goal của Đà Nẵng Dragons có thể coi là đang khá thấp. Akeem Scott, Michael Soy đều đang có tỷ lệ field goal cực kỳ thấp, có thể gọi là 1/8 và 2/10. Thì với cái tỷ lệ field goal này thì những ngôi sao của đội bóng sẽ gặp rất là nhiều khó khăn trong khâu ghi điểm. Đó chính là lý do vì sao trong hiệp 2 Đà Nẵng Dragons chỉ ghi được 11 điểm so với 20 điểm họ ghi được ở trong hiệp đấu đầu tiên. Theo anh thì giữa hai cầu thủ mà anh vừa nhắc tới, Justin Young và Christopher Carter, thì ai là người có màn trình diễn ấn tượng hơn? Hãy lưu ý là Justin Young là cầu thủ duy nhất đang thi đấu 20 phút liên tiếp. Vâng, Justin, theo tôi đánh giá, Justin đang thi đấu một trận đấu ổn hơn. Mặc dù vậy, Chris Carter thi đấu hiệu quả hơn. Vì sao? Vì anh đã từng gặp vấn đề về lỗi cá nhân và anh đã có một khoảng thời gian khá lớn phải ngồi trên ghế dự bị. Mặc dù vậy, ngay khi trở lại sân thì anh lập tức có được cảm giác ghi điểm. Điển hình là chuỗi điểm 4-0 mà anh ghi được ở trong hiệp 2. Vâng, và chúng ta có thể vừa nhìn thấy trên màn hình, đó là Chris Carter có 10 điểm và 13 rebound, tức là đã có một double-double bất chấp việc đã bị dính foul trouble. Và anh có tỷ lệ dứt điểm lên đến 49%, một tỷ lệ không tồi chút nào. Trong khi đó, Justin Young thì field goal là 37% và cũng có 7 rebound. Nhưng đặc biệt hơn ở chỗ Justin Young có khá nhiều kiến tạo. Vâng, đó là lý do vì sao mà chúng ta đã nhắc đến ở đầu trận, đó là Justin là một người rất thường xuyên là người triển khai tấn công cho đội tuyển bóng rổ Việt Nam. Anh cầm bóng qua sân cũng như anh cầm bóng đột phá. Điển hình là pha bóng cuối cùng mà đội tuyển Việt Nam chạy bài để kết thúc hiệp thi đấu thứ hai. Đáng lý ra nếu như Phú Vinh dứt điểm tốt thì có lẽ Justin đã có thêm một kiến tạo, nhưng thay vào đó anh có 2 điểm. Vâng, vì theo anh, sau hai hiệp đấu đầu tiên chặt chẽ, liệu chúng ta có thể thấy được những cái sự cởi mở ở những hiệp đấu tiếp theo hay không? Tôi có một sự lo ngại nhỏ dành cho các cầu thủ Đà Nẵng Dragons, vì cảm giác dứt điểm không thể nào cải thiện trong chỉ vài phút nghỉ ngơi ở ngoài phòng thay đồ được. Và nếu như họ không cải thiện được cái tỷ lệ field goal này thì đây sẽ là một trận đấu khó khăn cho cầu thủ Đà Nẵng. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam họ cứ tiếp tục làm những gì mà họ đã làm tốt ở trong hai hiệp đấu đầu tiên. Tôi nghĩ là họ sẽ ổn trong khoảng thời gian tới. Đội tuyển Việt Nam vẫn còn một số nhân tố chưa ra sân, Vũ Đức Thái hay là Nguyễn Anh Kiệt. Liệu nếu như mà tỷ số có lợi hơn cho đội tuyển Việt Nam một chút thì phải chăng huấn luyện viên Kevin Jukas nên đưa họ vào sân? Theo cái phong cách thường thấy của huấn luyện viên Kevin Jukas thì ông thường có những thỏa thuận trước với huấn luyện viên đối phương ở trong các trận preseason rằng sẽ có một khoảng thời gian nào đó ông đưa đội hình dự bị vào sân. Không biết là ở trận đấu này ông có nói điều đó với Phan Thanh Cảnh không? Hai người này rõ ràng là đã từng làm việc với nhau vì họ rất hiểu nhau. Tôi cũng mong là các cầu thủ dự bị của đội tuyển Việt Nam cũng như là Đà Nẵng Dragons có cơ hội thể hiện ở trong trận đấu này và khả năng cao sẽ là ở trong hiệp 4. Vâng, vậy thì chúng ta hãy cùng nhắc tới thêm một cái tên nữa, đó là Tâm Đinh. Trong trận đấu ngày hôm nay thì Tâm Đinh có vẻ hơi nguội tay một chút, anh dứt điểm 1/6. Vậy thì đâu là lý do khiến cho Tâm Đinh, một cầu thủ xuất sắc như vậy, lại thi đấu hơi nguội trong trận đấu hôm nay? Cái người dứt điểm đầu tiên ở trong cả trận đấu này là Tâm Đinh. Và sau đó thì Tâm Đinh rất cố gắng dứt điểm rất nhiều, nhưng mà anh đã bị mất nhịp vì phạm lỗi cá nhân và buộc phải thay ra ngoài. Khi mà hiệp 2 trở lại, anh có đúng một tình huống 3 điểm duy nhất. Mặc dù vậy, như anh đã nói, field goal 1/6 là không tốt với một cầu siêu sao ghi điểm như Tâm Đinh. Vâng, vậy thì so với chúng ta đã trải qua đến trận Challenger thứ tư, tức là tất cả các đội bóng đều đã thi đấu rồi, vậy thì theo anh là tương quan của đội tuyển Việt Nam cũng như tương quan của Đà Nẵng Dragons ở bảng đấu của họ thế nào? Việt Nam sẽ cùng bảng với A với Hà Nội Buffaloes, Nha Trang Dolphins và Sài Gòn Heat. Vâng, tôi nghĩ ở bảng A thì khả năng nằm trong hai thứ hạng đầu của đội tuyển Việt Nam là có. Tuy nhiên khi mà họ
phải đối đầu với những đội bóng có những ngoại binh chất lượng hay là những ngoại binh cao lớn hơn, thì đó sẽ là một thử thách thực sự mà chúng ta chưa biết được là Justin Young hay là Nguyễn Huỳnh Phú Vinh và những big man của đội tuyển Việt Nam có chịu đựng được hay không. Trong khi đó, Đà Nẵng Dragon thì ngoài việc dứt điểm khá tệ, thiếu cảm giác trong trận đấu này, thì tôi nghĩ là họ sẽ cải thiện được điều đó và họ đang có một cái lối chơi khá là sáng nước. Còn anh Thiếu nghĩ như thế nào? Tôi nghĩ là lối chơi của Đà Nẵng Dragons có vẻ như đang khắc chế phần nào những cái sự tự do của những cầu thủ như là Michael Soy hay Akeem Scott. Và có lẽ điều chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những câu trả lời từ Đà Nẵng Dragons ở trong những hiệp đấu tiếp theo. Tôi là Minh Hiếu, đây là Việt Long và chúng ta sẽ cùng đến với hiệp 3 của trận đấu giữa Đà Nẵng Dragons và đội tuyển Việt Nam. Quý vị thân mến, đây là cuộc đọ sức giữa Đà Nẵng Dragons và đội tuyển Việt Nam, hiệp thi đấu thứ 3. Sau hai hiệp đầu tiên, tỷ số 31-35 với một thế trận vô cùng chặt chẽ tới từ cả hai đội. Akeem Scott, ngôi sao của Đà Nẵng Dragons trong trận đấu hôm nay cũng chưa thực sự gọi là bùng nổ. Anh có 5 điểm với hiệu suất dứt điểm chỉ là 2/11. Michael Soy, một ngôi sao tấn công khác, hiệu suất dứt điểm cũng chỉ là 1/8. Còn đây là Tâm Đình và Justin Young, hai trụ cột của đội tuyển Việt Nam. Justin Young là người duy nhất thi đấu trọn vẹn 20 phút liên tục ở trên sân. Và tôi không nghĩ là anh sẽ ra sân sớm. Anh vẫn sẽ thi đấu ở hiệp thi đấu thứ 3 này. Rõ ràng việc có một chuyên gia phòng ngự ở khu vực dưới rổ là hết sức quan trọng đối với đội tuyển Việt Nam. Vâng, tôi nghĩ là Justin chỉ có thể ra nghỉ khi nào mà Chris Carter ra nghỉ, cũng như là huấn luyện viên của hai bên quyết định cho đội hình dự bị vào sân mà thôi. Còn nếu như mà trận đấu này căng thẳng và hai bên quyết định cố gắng giành chiến thắng thì tôi nghĩ là Justin có thể sẽ phải thi đấu đến 40 phút ở trận đấu này. Nhưng liệu việc dựa quá nhiều vào Justin Young có phải là một ý kiến khôn ngoan, nhất là khi Justin Young vừa phải đảm bảo khu vực việc phòng ngự ở dưới rổ trước những đối thủ cao to rất nhiều, lại phải vừa đảm bảo việc dẫn bóng lên và kiến tạo cho các đồng đội? Vâng, nếu như mà khi mà có Chris Carter ở trên sân, chỉ cần Justin Young rời sân một cái thì Carter tôi nghĩ là sẽ khuấy đảo rất nhiều ở trong khu vực dưới rổ. Điển hình là chúng ta có thể thấy là Carter ở trong hai hiệp đấu đầu tiên là thi đấu tốt như thế nào. Không biết huấn luyện viên Phan Thanh Cảnh nghĩ gì khi nhìn thấy dòng start của Michael Soy hay ngôi sao Akeem Scott. Những dòng thông số chắc chắn là không đẹp mắt và các cầu thủ Đà Nẵng Dragons cần phải cải thiện. Họ chỉ dứt điểm với hiệu suất 27% trong hai hiệp đấu đầu tiên. Nhưng mà có một chỉ số thú vị, đó là Đà Nẵng Dragons đã ném vào đến 4 quả 3 điểm ở trận đấu này, trong khi đội tuyển Việt Nam chỉ có 1, và quả 3 điểm thuộc về Dương Minh An nếu tôi nhớ không lầm. Đúng vậy, phần lớn những tình huống dứt điểm từ xa của đội tuyển Việt Nam lại thuộc về cầu thủ cao nhất của họ, Nguyễn Huỳnh Phú Vinh. Và Phú Vinh vừa rồi đã có điểm số đầu tiên dành cho mình ở hiệp đấu này. Đây là Michael Soy thử sức với ném 3 và lần này thì anh vẫn chưa thể tìm thấy điểm số cho mình. Justin Young đường chuyền. Có một thống kê thú vị là đội tuyển Việt Nam trong hai hiệp đầu tiên có 6 đường kiến đạo thì 4 trong số đó thuộc về Justin Young. Vâng, Justin cầu thủ đang cầm trịch trận đấu cho đội tuyển Việt Nam.
Còn đây là người cầm trịch trận đấu cho Đà Nẵng Dragon, Michael Soi. Một lần nữa thử sức, nhưng lần này thì anh đã có 3 điểm thành công. Quả 3 điểm đầu tiên của Michael Soi trong trận đấu này. Quả 3 điểm chính xác đầu tiên của Michael Soi sau 4 lần dứt điểm. Chính xác là 5 lần dứt điểm. Nguyễn Đình Phú Vinh cũng có lần đầu tiên ghi điểm từ vạch 3 điểm trong trận đấu ngày hôm nay. Anh ném trượt 3 quả trong hai hiệp đầu tiên. Còn hai đội giống như ở hiệp đấu đầu tiên đang thi đấu ăn miếng trả miếng rất hấp dẫn. Michael Soi không hiếc trách, anh đã có một quyết định khôn ngoan hơn. Chúng ta còn nhớ những màn hit check của Michael Soi ở mùa giải 2019 đã đem lại rất nhiều nhiệt lượng cho những khán đài. Vâng, Akim rất máu lửa, đường truyền cho Michael Soi và chắc chắn là hai điểm dễ dàng dành cho cầu thủ mang áo số 3. 5 điểm liên tiếp cho Michael Soi rồi, thưa anh Minh Hiếu. Những điểm số liên tiếp sẽ đem lại rất nhiều cảm giác dành cho Michael Soi. Và vừa rồi là tình huống thủ tốt tới từ Chris Carter. Có thể thấy là Chris Carter thi đấu cực kỳ năng nổ và nhiệt huyết. Matchup giữa Justin Young và Chris Carter trong mùa giải chính chắc chắn sẽ được chú ý rất nhiều. Đây, chúng ta sẽ có matchup đó ngay tại đây khi Justin Young quyết định thử thách Chris Carter. Đó là một quyết định không tốt rồi anh Minh Hiếu à. Và bây giờ Chris Carter đang tự do. Thủ quá hay tới từ Justin Young, căn thời gian rất chuẩn. Nhưng mà ở bên kia sân thì Akeem Scott canh thời gian còn chuẩn hơn để có một đường steal cực kỳ ấn tượng. Rất khéo léo, đó là những gì mà chúng ta yêu thích ở Akeem Scott. Những tình huống ôm bóng đột phá và ghi điểm bằng một tốc độ và sự lắt léo đến khó tin. Còn bây giờ là điểm số dành cho Dư Minh An. Chúng ta nói hơi ít về Dư Minh An, mặc dù anh đang là cầu thủ ghi điểm nhiều nhất trên sân. Cho tới lúc này Dư Minh An ghi tới 16 điểm rồi. Và Dư Minh An còn có tỷ lệ field goal rất cao, đó là 6/7. Lần duy nhất Dư Minh An dứt điểm không thành công là do bị Akeem Scott block. Tôi không nhớ là Akeem Scott và Dư Minh An có thi đấu cùng nhau tại ABL không vậy? Hình như là không, vì mùa giải đó không nhầm là anh Dư Minh An chấn thương. Vâng, Dư Minh An đã không thi đấu trong màu áo của Sài Gòn Heat tại ABL. Phú Vinh rất tự tin step back ra 3 điểm vì anh tin rằng mình có thể dứt điểm thành công như pha bóng vừa rồi. Tôi nhận thấy một sự tiến bộ rõ rệt của Phú Vinh về động tác ném 3 điểm. Anh ra tay nhanh hơn và mượt hơn rất nhiều so với chỉ cách đây vài tháng thôi. Tại giải vô địch quốc gia vừa qua, anh vẫn còn mất khá nhiều thời gian để ra tay thực hiện những cú ném 3. Nhưng bây giờ động tác thừa đã được gột bỏ đi rất nhiều. Phú Vinh đối đầu với Chris Carter. Vừa rồi thì Carter đã hơi thiếu cảm giác trong một pha dứt điểm của mình, nhưng mà cũng phải nói là Phú Vinh phòng thủ khá tốt. Đây sẽ là hit check của Phú Vinh, nhưng mà anh lần này đã ném có vẻ hơi vội một chút rồi. Justin Young cướp bóng tốt nhưng bị hai cầu thủ ngoại binh của Đà Nẵng Dragons kẹp bánh mì. Ít nhất thì anh vẫn có được lỗi trong tình huống vừa rồi. Chúng ta cùng xem lại. Akeem Scott ở phía trước và Chris Carter ở phía sau. Cứ như là Akeem và Chris đã cùng high five với quả bóng ở trên không, còn Justin trở thành nạn nhân của một pha bánh mì kẹp thịt. Tôi không rõ là liệu pha bóng đó có lỗi hay không, nhưng đó chắc chắn nếu như được tính là một cú block thì sẽ là một cú block rất đẹp mắt. Vâng, nhìn kỹ một chút thì có vẻ như Chris Carter đã quạt trúng vào tay của Justin. Mặc dù vậy, pha bóng vừa rồi cho thấy sức mạnh ở trong khâu phòng ngự cũng như bảo vệ bản rổ của các cầu thủ Đà Nẵng Dragon. Họ có một Chris Carter thi đấu cực kỳ năng nổ, và bên cạnh đó là Akeem Scott, người không bao giờ ngại về phòng thủ những tình huống chase down như vừa rồi. Điển hình là Akeem đã có một tình huống chase down block thành công ở trong hiệp thi đấu thứ hai khi anh block dính bảng Dư Minh An. Vâng, nhìn Akeem Scott thi đấu không ai nghĩ là anh là một cầu thủ sinh năm 1983. Rebound cực kỳ uy lực.
đã có điểm và end one dành cho Chris Carter. Justin Young có cố mấy thì cũng không thể phong tỏa 100% Chris Carter được. Carter quá cao và đánh quá khôn. Vừa rồi cả Justin, cả Nguyễn Huỳnh Phú Vinh, bốn cái tay với tổng chiều cao tôi nghĩ là có lẽ phải sắp xỉ 4 mét, nhưng mà Chris Carter một mình anh đã loại bỏ được cả hai cầu thủ bên phía đội tuyển Việt Nam để có tình huống end one thành công. Nguyễn Minh Tôn, trong hai hiệp đầu tiên thì Minh Tôn chưa để lại nhiều dấu ấn, hơi mờ nhạt một chút. Crossover và đó là đường kiến tạo hay, đường truyền tốt dành cho Nguyễn Huỳnh Phú Vinh. Cho tới thời điểm này của trận đấu thì Nguyễn Huỳnh Phú Vinh đã có cho mình 11 điểm. Pha bóng hơi chần chừ của Michael Soi, thiếu chút nữa đã làm mất bóng của Đà Nẵng Dragon. Matthew Scott, Michael Soi vượt qua Dương Minh An, phản công Dương Minh An. Vâng, Dương Minh An sẽ phải suy nghĩ rất kỹ nếu như muốn đối đầu với Kim Scott như tình huống vừa rồi. Có vẻ như cảm giác ném ba của Phú Vinh đã bắt đầu mất đi rồi, thưa anh Minh Hiếu. Dù gì thì Phú Vinh cũng không phải là một tay ném ba siêu hạng như Kim Scott. Vâng, những quả ba điểm vẫn đang là khác biệt rất lớn đối với cái cầu thủ Đà Nẵng Dragon. Đó là quả ba điểm thứ ba của Đà Nẵng ở trong trận đấu này. Chúng ta vừa mới nói đến Nguyễn Minh Tôn không để lại nhiều dấu ấn thì anh vừa có pha ghi 2 điểm nối tiếp với tình huống kiến tạo rất hay. Đây là Akim hit check không thành công. Nguyễn Minh Tôn đối đầu với Michael Soi, chuyển ngược ra. Liên tục là khoảng trống dành cho Phú Vinh và liên tục là những cú ném trượt. 3 cú ném hỏng liên tiếp của Phú Vinh rồi. Vâng, vừa rồi là một tình huống gõ bản trượt khá vô duyên của Chris Carter. Có vẻ anh đã suy nghĩ hơi nhiều, không quyết định dứt điểm đơn giản mà có vẻ như muốn câu lỗi thêm thì phải. Lỗi của ai đây? Chúng ta cùng xem. Vâng, chúng ta xác định đó là lỗi của Akim. Lỗi của Akim Scott, cầu thủ mang số 9 bên phía Đà Nẵng Dragons. Đó mới là lỗi cá nhân đầu tiên của Akim Scott thì phải. Vâng, các cầu thủ Việt Nam đã rất muốn lỗi thổi cho Chris Carter, nhưng mà Carter vừa rồi đã thoát được lỗi cá nhân thứ tư. Bây giờ anh vẫn sẽ thi đấu với 3 phào, nhưng đây là một tình huống chạy bài rất tốt của đội tuyển Việt Nam để mang 2 điểm về đến từ tay của Đinh Thanh Tâm. Triệu Hà Minh, Đà Nẵng Dragons đang chạy bài nhưng hầu hết bị các cầu thủ Việt Nam bắt bài. Chúng ta có thể thấy tuyển Việt Nam bù người quá tốt và phạm luật chạy bước trong một thoáng lưỡng lự của Chris Carter. Vâng, một điều mà tôi có thể thấy được là các cầu thủ đội tuyển, các cầu thủ Đà Nẵng Dragon đang có những bài chạy khá ổn, nhưng mà họ đang không làm tốt nhiệm vụ của chính mình. Chẳng hạn như ở pha bóng vừa rồi, các cầu thủ không hề bù dính người. Đó là lý do vì sao mà Đà Nẵng Dragon không có được một tình huống dứt điểm chống chạy. Đây có vẻ là tình huống thứ 3 liên tiếp mà Akim Scott buộc phải đánh two man game cùng với lại Chris Carter. Đó là lý do tại sao huấn luyện viên Phan Thanh Cảnh đã phải hội ý. Và huấn luyện viên Phan Thanh Cảnh cũng đã để ý thấy là các trọng tài vừa ghi nhầm lỗi. Theo bảng điện tử lúc này thì lỗi của Chris Carter đang là 4, trong khi đáng lẽ lỗi đó phải thuộc về Akim Scott. Vâng, các trọng tài đang bắt đầu liên lạc với nhau. Đây không phải là lần đầu tiên mà Chris Carter bị cộng nhầm lỗi cá nhân. Ở đầu trận thì anh đã bị nhầm với Tô Quang Trung.
cầu thủ mang áo số 8 trong khi anh mặc áo số 38. Bây giờ thì anh bị nhầm với Akeem Scott. Có lẽ việc phải quan sát qua một cái tấm kính có lẽ đã khiến cho các trọng tài bạn có một chút gì đó nhầm lẫn trong việc xác định số áo. Vâng, nhưng mà đây sẽ là một điều mà chúng ta có thể gọi là một bình thường, một điều bình thường mới mà các trọng tài sẽ cần phải làm quen. Những trận đấu preseason không chỉ là dịp để cho các cầu thủ làm quen với mặt sân, mà cũng là dịp để cho các trọng tài làm quen với sân chơi VBA, với một sân chơi hoàn toàn mới. Tại nhà thi đấu Đại học Nha Trang, Đỗ Quang Trung vẫn rất lưỡng lự và ném 3 điểm ngay. Tình huống bật lên rất cao để lấy rebound của Nguyễn Minh Tôn. Đây sẽ là Minh Tôn đánh thẳng vào giữa, một cú Euro step không thành công nhưng mà bóng vẫn sẽ ở lại với các cầu thủ đội tuyển Việt Nam. Nguyễn Minh Tôn dường như dồn hơi quá nhiều lực trong tình huống Euro step vừa rồi, và tới bước chạy cuối cùng thì anh bị hụt hơi. Tấm đình lao vào giữa nhưng Minh Tôn đã có khoảng trống ở vạch 3 điểm, và đây là Minh Tôn. 3 điểm tính dành cho cầu thủ mang áo số 2. Quá dễ dàng đúng không? Vâng. Không có một ai kèm Minh Tôn cả. Trước đây thì Minh Tôn có một điểm yếu có thể gọi là duy nhất, đó là ném 3 điểm. Nhưng mà có vẻ như khi khoác áo đội tuyển Việt Nam, anh đã cải thiện được điểm yếu này, và nó minh chứng ở trong pha bóng vừa rồi. Đó là một tình huống phạm lỗi của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam. Phú Vinh đã có một cú clean block, nhưng có vẻ người phạm lỗi ở bên dưới là Justin Young. Vâng, đó là lỗi cá nhân thứ 3 của Justin Young, Dương Bình Luân. Phải theo kèm Chris Carter mà giữ được 3 lỗi cho tới lúc này cũng là một thành công rồi. Rõ ràng là việc đội tuyển Việt Nam phụ thuộc vào Justin Young cả về mà phòng ngự cũng như mà tấn công cũng sẽ đem lại, có thể nói là những cái rủi ro nhất định về mặt lỗi cá nhân. Khi mà Justin Young thủ những cầu thủ cao hơn mình rất nhiều thì chắc chắn sẽ phải chấp nhận có những lỗi. Vâng, đây là điều mà tôi nghĩ Justin cần phải làm quen. Ở VBA năm nay chúng ta có rất nhiều ngoại binh là những trung phong hoặc là những big man cao lớn. Vâng, đây là một tình huống mắc lỗi của Justin khi mà anh đã quyết định tấn công hơi vội vàng. Tô Quang Trung với một cú ném xa. Đó là thầy Tô với cú ném 3 điểm quen thuộc. Vâng, Tô Quang Trung đã có quả 3 điểm thành công thứ 2, đạt tỷ lệ 50%. Liệu Tâm Đình có thể đáp trả hay không khi đối đầu với thầy Tô? Trọng tài xác định đã có lỗi kỹ thuật và chúng ta cần xem. Pha bóng đó sẽ không được tính điểm. Vâng, trọng tài xác định đó là lỗi ăn vạ của Tô Quang Trung, và sẽ có một lỗi kỹ thuật dành cho cầu thủ mang áo số 8. Lỗi cá nhân thứ 4 của cầu thủ gốc Cần Thơ. Tâm Đình sẽ có một tình huống ném phạt kỹ thuật. Sau đó là anh sẽ có bóng vì trọng tài đã ra hiệu không tính pha ghi điểm của Đinh Thanh Tâm. Bóng bật vành và bật bảng rồi lại xuống vành, đi một vòng trái đất rồi mới ghi được điểm. May mắn đã đứng về phía Tâm Đình ở trong pha ném phạt vừa rồi. Đó mới là điểm số thứ 8 của Tâm Đình trong trận đấu hôm nay. Vâng, và đây sẽ là lần đầu tiên ở trong cả trận đấu này Justin Young được rút ra nghỉ. Chúng ta hãy cùng xem đội tuyển Việt Nam không Justin Young thì sẽ chơi như thế nào. Có lẽ Richard Nguyễn sẽ là người được đặt niềm tin cho vị trí cầm bóng chính. Nguyễn Minh Tôn vừa bị phạm lỗi. Vâng, lỗi thuộc về Võ Thái Cường. Và ngay lập tức thì Thái Cường đã được thay ra, vào sân là Phan Ánh Minh.
trọng tài bắt đầu có những nhắc nhở đối với Tô Quang Trung. Trong ít giây vừa qua thì Tô Trung đã có những va chạm với Tâm Đinh. Akeem Scott đã chủ động kèm Tâm Đinh, một điều mà cá nhân tôi rất muốn thấy. Úp rổ cho Nguyễn Huỳnh Phú Vinh. Akeem Scott kèm Tâm Đinh thì ai kèm Phú Vinh. Đó là một tình huống mất liên lạc khá vô duyên của Phan Ánh Minh với Akeem. Đáng lý ra Ánh Minh cần phải thủ Phú Vinh. Ánh Minh và Phú Vinh cũng là đồng đội của nhau tại Đại học Thể dục Thể thao. Và đó là pha mất liên lạc giữa Tâm Đình, Lê Ngọc Tú và Minh Tôn. Tâm Đình tỏ ra rất nóng nảy. Cùng xem lại cú ôm rổ vô cùng đẹp mắt của Nguyễn Đình Phú Vinh. Chỉ một pha chạy cắt thôi, Phú Vinh đã loại bỏ được hai cầu thủ của Đà Nẵng Dragons. Rõ ràng sự có mặt của Tâm Đinh sẽ thu hút sự chú ý và tạo ra khoảng trống cho các đồng đội. Vừa rồi là lỗi của Nguyễn Minh Tôn. Chưa có lỗi đồng đội, vì thế sẽ là phát bóng biên dành cho Đà Nẵng Dragon. Hôm nay chỉ còn 8,4 giây nữa là hiệp thi đấu thứ 3 sẽ khép lại. Một hiệp đấu diễn ra với tốc độ tương đối nhanh. Akeem Scott làm gì trong 8 giây còn lại đây? Tiếp tục là Akeem Scott rất khéo léo, tay phải. Huỳnh Thanh Tâm có kịp hay không? Bóng chạm vành rổ và hiệp thi đấu thứ 3 cũng sẽ khép lại với tỷ số 5-7, 4-8 nhưng về phía đội tuyển Việt Nam, cách biệt ngày càng được nới rộng. Vâng, và chúng ta hãy cùng chờ xem trong hiệp thi đấu thứ 4 liệu đội hình chính thức sẽ còn được giữ trên sân hay không. Xin đừng rời khỏi màn hình và chúng tôi sẽ trở lại ngay sau đây. Quý vị thân mến, chúng ta cùng đến với những diễn biến của hiệp thi đấu thứ tư trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Đà Nẵng Dragons. Lúc này thì tuyển Việt Nam đang dẫn trước với cách biệt 9 điểm, tỷ số là 5-7, 4-8. Một pha phạm lỗi của Huỳnh Thanh Tâm, một cựu cầu thủ Đà Nẵng Dragons. Vâng, Akeem Scott có một lối chơi cực kỳ rác và không hề ngại va chạm và tranh chấp. Lúc này thì Justin Young vẫn chưa trở lại sân và việc theo kèm Chris Carter sẽ có Tâm Đinh lo. Liệu Tâm Đinh có truy cản được Carter hay không? Thành công ở tình huống này. Và
Vâng, và theo quan sát của tôi thì trung phong Vũ Đức Thái đã được đưa vào sân để thi đấu hiệp đấu thứ tư. Như vậy là chỉ còn một mình Nguyễn Anh Kiệt là chưa được vào sân thôi. Đã có một tình huống phạm lỗi và người phạm lỗi là Lê Ngọc Tú. Chris Carter thi đấu rất năng nổ. Tiếp tục là những nhắc nhở của trọng tài. Vừa rồi thì tôi nghĩ là ông Poma chỉ còn một tí xíu nữa thôi là quyết định thổi lỗi kỹ thuật cho huấn luyện viên Kevin Jacobs. Sẽ chỉ có một pha phát bóng biên. Sau hiệp thi đấu thứ 3 thì đội tuyển Việt Nam đã nới rộng cách biệt từ 4 lên thành 9 điểm. Chạy bài rất hay và nó được kết thúc bởi Michael Soy. Có một PG như Akin Scott đánh thật là dễ. Vâng, có một PG đánh năng nổ lại còn dễ hơn. A Kim muốn có một tình huống N1. Hãy nhìn gương mặt của anh nóng dần như thế nào khi không nghe thấy tiếng cắt còi. Chúng ta hãy cùng xem lại pha bóng này để xem Huỳnh Thanh Tâm có phạm lỗi hay không. Vâng, Huỳnh Thanh Tâm đúng là không phạm lỗi vì A Kim đã chủ động gạt tay của Huỳnh Thanh Tâm ra. Vì vậy đó là một tình huống có thể gọi là truy cản hợp lệ. Huấn luyện viên Kevin Jokers không hài lòng với cách các cầu thủ đội tuyển Việt Nam để mất bóng trong pha bóng vừa rồi và ngay lập tức gọi hội ý. Lúc này thì đội tuyển Việt Nam vẫn còn tới 2 quyền hội ý nữa và việc giúp cho các cầu thủ tỉnh táo ở khoảng thời gian đầu hiệp sẽ là rất quan trọng đối với huấn luyện viên Kevin Jokers. Bên phía khu vực huấn luyện của Đà Nẵng Dragon, Stephen Nguyễn Tuấn Tú và ông Phan Thanh Cảnh đang liên tục truyền đạt cho các học trò. Việc Stephen Tuấn Tú có mặt ở trong bàn ghế huấn luyện của Đà Nẵng Dragon có thể coi là một bất ngờ rất lớn ở mùa giải năm nay. Tôi nghĩ nếu như chưa lưu thì Đà Nẵng Dragon hoàn toàn có thể đăng ký Stephen Nguyễn Tuấn Tú làm việc kiểu dự bị, nhưng có lẽ điều đó sẽ không xảy ra bởi vì anh đang là huấn luyện viên phó của Đà Nẵng Dragon và anh đã là huấn luyện viên rồi thì lại không được đăng ký trở thành cầu thủ của VBA nữa. Vâng, một lần nữa là A Kim đi thẳng về phía rổ. Đó chính là một vị thủ lĩnh có thể coi là mẫu mực của Đà Nẵng Dragon. Minh Tôn xoay người. Vâng, anh có biết ai vừa tạo nên tình huống bóng đó không? Đó chính là A Kim. A Kim Scott sinh năm 1983. Theo những con số đăng ký thì chưa sinh lớn tuổi hơn Akim Scott chỉ có Nguyễn Văn Hùng và Mike Bell. Vâng, Akim đã khiến ông Kevin Jokers phải đưa. Vâng, đã có lỗi kỹ thuật dành cho Dương Minh An. Điều gì vừa xảy ra? Nguyễn Đình Phú Vinh đang, xin lỗi bạn, Vũ Đức Thái đang ôm đầu. Dương Minh An có thể nói là một trong những cầu thủ hiền nhất mà tôi từng biết. Vâng, anh rất hiếm khi nổi nóng, nhưng trong tình huống vừa rồi anh đã có những lời gì đó cho trọng tài Lê Phạm Trung Kiên. A Kim sẽ là người thực hiện quả phạt này. Và lúc này chúng ta có thể thấy ở góc màn hình Justin Young đã trở lại sân. Cách biệt bây giờ chỉ còn là 3 điểm sau cú ném phạt vừa rồi. Vâng, cái hồn gió lên trời rất quen thuộc của Akim Scott. Anh thường làm điều đó sau mỗi một tình huống ném phạt. Trước đây thì anh hôn lên trời trước, nhưng bây giờ thì anh hôn sau. Tô Quang Trung.
Bóng về tay của tuyển Việt Nam. Đây là Justin Young. Dương Minh An. Dương Minh An đang có field goal rất cao. Vì vậy không thể nào để chống Dương Minh An như thế được, anh Minh Hiếu ơi. Quá xuất sắc, 19 điểm dành cho Dương Minh An. Vừa rồi là một tình huống block tốt của Vũ Đức Thái. Một tình huống mà Tân Đình đã sâu kim đồng đội. Tân Đình cho rằng Marco Soi đã phạm lỗi với mình. Vâng, đó sẽ là turnover thứ 6 của Đinh Thanh Tâm. Không thể trách Vũ Đức Thái trong tình huống vừa rồi vì anh hoàn toàn bị động. Đường truyền của Tâm Đinh đi quá thấp, có vẻ đã chịu ảnh hưởng từ pha va chạm với một cầu thủ Đà Nẵng Dragon. Đây sẽ là Kim. Two man game đánh với lại trung phong Carter. Đường truyền cho Võ Thái Cường. Thái Cường để tuột bóng và ngay lập tức bóng rơi vào tay của các thủ tuyển Việt Nam. Tâm Đình trả ngược lại cho Justin Young. Justin Young chắc chắn không ném. Đây sẽ là Dương Minh An. Justin chống chạy. Tâm Đình corner 3 có điểm dành cho Đinh Thanh Tâm. Lúc Akim Scott nhận ra thì mọi chuyện đã quá muộn. Vừa rồi là một tình huống luân chuyển bóng khá đẹp mắt đến từ đội tuyển Việt Nam. Cách biệt bây giờ đã trở về con số 9, nhưng nó sẽ rút xuống còn 7 sau tình huống lên rổ vừa rồi của Akim. Một chuỗi điểm của các cầu thủ tuyển Việt Nam đã bị chặn đứng bởi Akim Scott. Và đây là Michael Soi. Tô Quang Trung. Tô Quang Trung hơi lưỡng lự và anh quyết định thực hiện biện pháp an toàn. Đó là tình huống mà Carter muốn úp sổ. Nhưng Vũ Đức Thái đã có mặt đúng lúc để ngăn chặn một cú đẳng. Có phải đó là Justin Young? Có vẻ như Justin đã có một chút lưỡng lự trong việc cố gắng phòng thủ hoặc lấy lỗi tấn công. Anh đáng lý ra đã có thể lấy lỗi tấn công nếu như không di chuyển trong tình huống vừa rồi. Nhưng mà khi Chris Carter lao vào một cách quá uy lực, Justin đã nghiêng người và đó sẽ là một tình huống cản người trái phép. Cú ném phạt thành công của Chris Carter. Điểm số thứ 15 dành cho trung phong cao 2m06 này. Hai tình huống ném phạt thành công liên tiếp của Carter. Và sau khoảng thời gian phòng thủ không thực sự hiệu quả, Vũ Đức Thái đã được rút ra sân nghỉ và Phú Vinh trở lại sân. Và lúc này thì cả hai ngoại binh bên phía Đà Nẵng Dragons đều đã có 16 điểm. Trong khi đó cầu thủ ghi điểm nhiều nhất bên phía tuyển Việt Nam là Dương Minh An với 19 điểm. Đã có một chút lỗi liên quan đến đồng hồ stop clock khiến cho trận đấu vừa phải tạm ngưng trong giây lát. Dương Minh An. Justin Young. Ở góc sân thì Phú Vinh đang chờ nhưng Young chuyền hơi chậm. Không sao, có điểm là được. Nguyễn Huỳnh Phú Vinh. Cú ném 3 điểm thành công thứ 3 trong trận đấu ngày hôm nay. Vừa rồi thì tôi thấy Võ Thái Cường phòng ngự khá bị động. Đáng lý ra anh cần phải làm tốt hơn vì Phú Vinh trong trận này đang có cảm giác ném 3 điểm khá tốt. Đó là lợi thế mà Nguyễn Phú Vinh có, anh quá cao. Và khi một cầu thủ quá cao biết ném 3 điểm thì sẽ gây ra rất nhiều khó khăn cho cầu thủ phòng ngự. Vâng, đầy thiếu chút nữa đã trở thành một cú cướp bóng thành công của đội tuyển Việt Nam. Nhưng mà Akim đã lấy lại được bóng và bây giờ anh sẽ có hai tình huống ném phạt. Akim Scott khẳng định rằng không cần phải quá cao để gây ra khó khăn cho đối thủ. Akim muốn đổi bóng vì bóng trơn, nhưng mà vì trọng tài đã giao cho anh bóng từ trước cho nên trọng tài muốn anh phải thực hiện quả ném phạt. Và lúc này thì tuyển Việt Nam đã phạm đủ 4 lỗi đồng đội ở hiệp thi đấu thứ 4. Trong khi đó Đà Nẵng Dragons chưa phạm một lỗi nào. Điểm số thứ 17 dành cho Akim Scott.
hai quả ném phạt đều đi vào rổ của Akeem. Rõ ràng bóng trơn không phải là vấn đề với Akeem Scott. Justin Young, Tâm Đình, góc 45 độ, đó là cú ném xa của Tâm Đình. Vâng, Tâm Đình ra tay một phát, anh đã biết bóng đi vào rổ và chủ động chạy lùi về phòng ngự rồi. Akeem Scott không có lời đáp trả tới từ Akeem Scott. Đây là Phú Vinh, Justin Young. Lúc này thì tuyển Việt Nam đang chơi chậm lại, Trang Long. Vâng, họ không cần phải đẩy nhanh nhịp độ trận đấu nữa vì bây giờ đã là hiệp 4. Nguyễn Đình Phú Vinh lại ra tay từ khu vực ngoài vạch 3 điểm và anh có cú ném xa thành công thứ 4. Ngay lập tức thì ông Phan Thanh Cảnh lập tức nói với lại Võ Thái Cường rằng anh cần phải ra phòng thủ vì Phú Vinh đã ném vào tới 4.3 điểm rồi. Michael Soy sải tay rất dài của Phú Vinh đã khiến cho Michael Soy gặp không ít áp lực trong tình huống vừa rồi. Vị trí của Võ Thái Cường đang bị khoét khá sâu. Và bây giờ tiếp tục là Tâm Đình. Tâm Đình vừa rồi đã có một tình huống sử dụng pha cản người khá hay của Phú Vinh. Anh đánh lừa được Triệu Hán Minh và để Triệu Hán Minh ra phía sau. Đó cũng chính là lý do vì sao mà lão tướng của Đà Nẵng Dragon đã phạm lỗi. Chúng ta cũng thấy hơi một chút tiểu xảo của Phú Vinh trong tình huống vừa rồi. Một tình huống đánh hông ra, nhưng có lẽ trọng tài đã không quan sát được, hoặc là tình huống đó quá kín. Vâng, và trong ít phút vừa qua thì đội tuyển Việt Nam đã bắt đầu kéo điểm. Cách biệt bây giờ đã là 12 điểm. Đã có lúc tưởng chừng như Đà Nẵng Dragons ở rất gần với tỷ số hòa. Có lúc cách biệt rút ngắn xuống chỉ còn 3 điểm mà thôi. Nhưng liên tiếp những cú ném 3 của Tâm Đình và sau đó là Phú Vinh. Tôi nhớ không nhầm là 3 quả 3 điểm liên tiếp của hai cầu thủ này. Tính cho tới thời điểm này của trận đấu thì Đà Nẵng Dragons ném 4 trên 25 quả 3 điểm. Con số bên phía đội tuyển Việt Nam là 12 trên 28. Anh Long có những đánh giá như thế nào về con số này? Vâng, và khi mà thi đấu ở VBA, nếu đội nào ném được hơn 10 quả 3 điểm thì đó đã là một lợi thế rất lớn so với đối thủ. Đằng này Đà Nẵng Dragon lại đang không có cảm giác tốt, họ mới chỉ có 4 quả 3 điểm mà thôi. Trong khi Việt Nam có gấp 3 lần con số đó. Nhưng theo đánh giá của cá nhân tôi thì hai quả 3 điểm mà Nguyễn Huỳnh Phú Vinh thực hiện được trong ít phút vừa qua hoàn toàn có thể ngăn chặn được nếu như Võ Thái Cường thi đấu tập trung hơn một chút và anh chủ động bắt người ra ngoài. Nhưng đây là một tình huống mất liên lạc nữa. Đó là Justin Young. Khi mà Justin Young cũng có thể ném 3 điểm thành công thì chắc chắn là hệ thống phòng ngự của Đà Nẵng Dragons có vấn đề rồi. Vâng, chúng ta có thể thấy liên tục là những tình huống mất liên lạc. Rất vô duyên. Tô Quang Trung đã có tiếng còi trước của trọng tài, lỗi cản người. Đây là lượt trận Challenger, lượt trận có thể coi là pre-season của VBA 2021. Những sai lầm mắc tại Challenger là điều có thể chấp nhận được, vì đây là nơi mà các huấn luyện viên sẽ thử xem các học trò của mình thực hiện chiến thuật như thế nào. Akeem Scott có lẽ sẽ là một tín hiệu vô cùng tích cực của Đà Nẵng Dragons. Đã có những nghi ngại về việc Akeem Scott quá lớn tuổi, năm nay anh 38 tuổi rồi. Nhưng mà gừng càng già càng cay. Chúng ta từng thấy một bài bèo thi đấu không hề tồi ở mùa Hà Nội Buffalo ngày hôm qua. Và hôm nay tới lượt Akeem Scott. Đây là một tình huống úp rổ quá uy lực của Chris Carter. Một tay. Và cứ như thể là Chris Carter đi bộ lên để úp rổ vậy. Có thể gọi pha vừa rồi là một cú giáng búa rất mạnh xuống rổ của đội tuyển Việt Nam. Khi đã có hai ngoại binh mỗi đội thì tại sao chúng ta không có một dunk contest nhỉ? Vâng, tôi rất mong chờ điều đó. Đây là Akeem. And one dành cho Akeem.
Một chuỗi điểm, 7 điểm liên tục, 6 điểm liên tục. Nó sẽ có thể trở thành 7 nếu như Kim thực hiện thành công từ rung ném phạt này. Nhưng cách biệt vẫn còn là quá lớn. 66-75. Tám điểm trong vòng 3 phút là một khoảng cách mà tôi nghĩ là có thể san lấp được. Và có vẻ như là hai huấn luyện viên sẽ quyết tâm thi đấu trận đấu này giống hệt như một trận đấu regular season. Họ đang giữ nguyên đội hình chính ở trên sân và cố gắng quyết tâm để giành chiến thắng. Đường chuyền rất hay của Justin và hai điểm nữa dành cho Hữu Hình Phú Vinh. Cho tới thời điểm này của trận đấu thì Justin Young đã có 9 đường kiến tạo. Vâng, anh thi đấu không khác như một hậu vệ dù mang thân hình của một trung phong. Tô Quang Trung trả ngược ra Akis Scott. Có rebound tốt tới từ lão tướng Triệu Á Minh. Còn nhớ là Sài Gòn Heat đã vô địch VBA nhờ một cú rebound tấn công như vậy của Triệu Á Minh. Vâng, một điều mà chúng ta có thể tin tưởng là Hán Minh sẽ không bao giờ bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn như vậy. Một pha để mất bóng, một sai lầm hiếm hoi của Dương Minh An trong trận đấu ngày hôm nay. Và đây là Carter không úp rổ và quyết định có một tình huống lên rổ nhẹ nhàng. 69-77 và huấn luyện viên Kevin Newkirk đã gọi hội ý. Vâng, thực ra tỷ số là 71-77, cách biệt chỉ còn 6 điểm cho 2 phút 18 giây cuối cùng. Đà Nẵng Dragon đang bất ngờ tìm thấy nguồn sinh khí ở đâu đó và họ đang bắt đầu vùng lên một cách mạnh mẽ. Cách biệt cách đây không lâu vẫn còn là 14 điểm nhưng bây giờ nó chỉ còn 6 mà thôi. Như vậy theo những cập nhật từ bàn thống kê thì Justin Young đã có double-double với 13 điểm, 10 rebound, xếp loại 10 kiến tạo và chỉ thiếu 3 rebound nữa để có triple-double. Tuy nhiên anh cũng đã có 4 lỗi cá nhân rồi. Vâng, chúng ta vừa được xem lại pha quay chậm, cú úp rổ rất uy lực của Chris Carter, tình huống N1 của Akeem Scott cũng như pha chớp thời cơ rất nhanh của Triệu Hán Minh. Một chuỗi điểm có thể gọi là 8-0 của Đà Nẵng Dragon. Còn những con số đáng chú ý hơn từ Chris Carter, anh có double double nhưng mà anh hãy chuẩn bị nhé, 20 điểm và 23 rebound. Vâng, một con số khủng khiếp. Một monster game dành cho Chris Carter. Tôi không hề quá bất ngờ nếu như con số rebound của Carter vượt trên 20, tại vì từ đầu trận đấu đến giờ anh xuất hiện ở khắp nơi, từ tấn công đến phòng thủ. Sài Gòn Heat có 13 lần cướp bóng. Xin các bạn, Đà Nẵng Dragon có 13 lần cướp bóng và 10 lần trong số đó thuộc về bộ đôi ngoại binh. 6 lần của Scott và 4 lần của Carter. Còn đây là cú ném của Minh Tôn thì quá thiếu chính xác rồi. Vâng, Nguyễn Minh Tôn đã có quyết định hơi cá nhân một chút. Quyết định ném 3 dù Tâm Đinh đã chống ở khu vực dưới góc. Nhưng tôi vừa nhìn thấy một dấu hiệu đáng ngại hơn, đó là Minh Tôn đang xoa xoa phần đùi sau của mình. Mong rằng anh không có vấn đề gì. Còn 6 điểm, Akin Scott có dư kinh nghiệm để thi đấu trong những tình huống như thế này. Những tưởng là bóng đã đi vào rổ nhưng vẫn còn thiếu một chút may mắn. Các cầu thủ Đà Nẵng Dragons đang ném 3 với hiệu suất là 4/27. Chúng ta có tính điểm pha vừa rồi hay không? Có tính hay không thì Tô Quang Trung cũng sẽ rời sân. Vâng, đó là lỗi kỹ thuật thứ hai của Tô Quang Trung với cùng một sai lầm, đó là ăn vạ. Lỗi thứ hai này đồng nghĩa với việc Tô Quang Trung sẽ bị trục xuất khỏi sân chứ không phải là rời sân vì 5 lỗi cá nhân. Anh đã phạm 2 lỗi kỹ thuật trong trận đấu này. Cái trọng tài có vẻ bắt rất gắt những tình huống ăn vạ. Và ngay cả một cầu thủ nhiều kinh nghiệm như Tô Quang Trung cũng không thoát khỏi. Nhưng dường như là, nếu tôi không nhầm, Tâm Đinh vừa ném trượt tới 2 quả ném phạt kỹ thuật trong trận đấu ngày hôm nay phải. Vâng, Tâm Đinh đôi tay ném phạt tưởng chừng là đã rất bền bỉ nhưng mà anh lại đang gặp vấn đề.
Đà Nẵng Dragons vẫn còn cơ hội, cách biệt là 8 điểm. Họ cần phải có điểm ở trong pha bóng này. Rất tiếc là bóng đã lăn từ từ ra ngoài. Justin Young. Thời gian thi đấu của trận đấu này chỉ còn 1 phút vào thôi mà thôi, và chắc chắn Justin Young sẽ muốn tận dụng hết shot clock. Justin Young đột phá thẳng vào vị trí của Võ Thái Cường. 81 điểm dành cho đội tuyển Việt Nam, và huấn luyện viên Phan Thanh Cảnh gọi hội ý, quyền hội ý cuối cùng của các cầu thủ Đà Nẵng Dragons. 10 điểm trong vòng 1 phút nghe là tưởng chừng là hơi khó. Vâng, sẽ là một nhiệm vụ rất khó khăn để Đà Nẵng Dragons có thể lội ngược dòng. Có lẽ là cơ hội sẽ không còn cho Đà Nẵng Dragons. Nhưng mà ở loạt trận Challenger thì thắng thua không quan trọng. Quan trọng là khả năng thể hiện của các cầu thủ. Họ cần phải quên ngay bản tỷ số đi và cố gắng chơi hết khả năng của mình. Chúng ta có thể thấy đội tuyển Việt Nam khai thác triệt để điểm yếu phòng ngự ở Võ Thái Cường. Thái Cường ở hai hiệp đầu chơi rất tích cực, nhưng từ hiệp 3, hiệp 4 trở đi anh liên tục bị khoan vào, và dường như điều đó làm giảm đi sự tự tin của cầu thủ mang áo số 33 này. Vâng, và như ở pha bóng vừa rồi, khi mà Justin nhận thấy đội tuyển Việt Nam cần phải sử dụng nhiều shot clock nhất có thể, anh đã chủ động đánh pick and roll nhắm thẳng vào vị trí của Thái Cường, và một tình huống mất liên lạc nữa giữa Thái Cường và Carter đã mở ra một pha lên rổ có thể coi là rất dễ dàng đối với Justin. Lúc này thì các trọng tài vẫn đang tạm dừng trận đấu để đảm bảo chắc chắn những thông số là chính xác nhất. Đà Nẵng Dragons vừa rồi đã sử dụng luôn quyền hội ý cuối cùng của mình, đồng nghĩa với việc là trong một phút nữa họ sẽ không được quyền hội ý để đưa bóng lên phần sân trên nếu có thể. Trọng tài đã cất còi, thổi phạm lỗi và sẽ có hai quả ném phạt cho Triệu Hán Minh. Đội tuyển Việt Nam đã vượt quá con số buôn lỗi đồng đội từ khá lâu. Và từ giờ mỗi quả ném phạt sẽ tương đương, xin lỗi, mỗi lần phạm lỗi sẽ tương đương với hai quả ném phạt. Quả ném phạt thành công đầu tiên của Hán Minh. Trong trận đấu này thì Đà Nẵng Dragons đang tận dụng rất tốt những cơ hội từ vạch ném phạt. Vừa rồi là quả ném phạt thành công thứ 18. Rất tiếc là bóng đi ra ngoài. Sẽ là 18 trên 22 quả ném phạt thành công. Con số cũng khá ấn tượng. Minh Tôn, đường chuyền ra, giữ Minh An, giữ bóng lâu nhất có thể. Minh Tôn ném 3 điểm ngay. Minh Tôn hoàn toàn có thể dẫn thêm vài nhịp nữa. Ném 3 không phải là sở trường của Minh Tôn, nhưng mà rồi anh đã quyết định tự làm khó bản thân. Đây là hai điểm dễ dàng cho Chris Carter đến từ đường kiến tạo của Akim. Muốn chiến thắng thì phải phạm lỗi ngay, không thể chần chừ được nữa rồi. Một tình huống quá thiếu kinh nghiệm của cầu thủ mang áo số 33, Võ Thái Cường. Vâng, Võ Thái Cường rất chần chừ. Và tôi biết lý do vì sao anh chần chừ, có vẻ như là anh đã phạm 4 lỗi cá nhân thì phải. Không rõ vừa rồi là lỗi cá nhân thứ 4 hay lỗi cá nhân thứ 5. Vâng, có vẻ là lỗi cá nhân thứ 4. Sẽ là một tình huống phạm lỗi ngay. Vào thời điểm này thì nếu như không phải ngôi sao thì bạn phải lập tức phạm lỗi. Đó mới là lỗi đồng đội thứ 4 của các cầu thủ Đà Nẵng Dragons rồi. Và đây là lỗi đồng đội thứ 5. Và nếu tôi không nhầm thì đúng vậy, Marco Soi ra sân vì phạm đủ 5 lỗi cá nhân trong trận đấu này. Vâng, có lẽ Marco Soi cũng vừa quên mất là mình đã có 3 lỗi cá nhân, cho nên là anh phạm lỗi rất nhanh và rất nhiều. Lỗi lớn hơn thuộc về huấn luyện viên Phan Thanh Cảnh. Đáng lẽ ông nên kiểm soát số lỗi của học trò và đưa một ai đó vào sân thay cho Marco Soi ở tình huống bóng chết vừa rồi. Người sẽ có những giây thi đấu đầu tiên ở trong trận đấu này là Dương Đức Trí, cầu thủ đã từng thuộc hệ thống homegrown của Sài Gòn Heat.
có phải là một học trò cũ của ông Phan Thanh Cảnh không ạ? Theo tôi nhớ không lầm thì là không anh Hiếu à. Nhưng mà Dương Đức Chí là một cầu thủ trẻ khá triển vọng. Ông Phan Thanh Cảnh xin hội ý nhưng mà làm gì còn quyền hội ý nữa. 10,2 giây. Các cầu thủ Đà Nẵng chỉ còn tự trông chờ vào mình mà thôi. Lăn bóng đi vì không muốn mất thời gian. Ngay khi Akim cầm bóng lên thì đồng hồ sẽ chạy. Có khi nào cầm bóng rồi ném luôn hay không? Phải ném ngay. Triệu Á Minh không tìm thấy khoảng trống. Akim ném, ném trúng vành và đó là pha bóng cuối cùng của trận đấu ngày hôm nay. Đội tuyển Việt Nam ra quân thuận lợi với chiến thắng tỷ số 83-74. Một chiến thắng có thể nói là khá tốt dành cho tuyển Việt Nam, phải không anh Long? Vâng, đây sẽ là một cú hích tinh thần rất lớn dành cho thầy trò huấn luyện viên Kevin Jerkes. Trong khi đó, Đà Nẵng Dragon sẽ còn rất nhiều điều phải làm. Họ chơi không quá tồi nhưng hôm nay họ đã gặp phải những vấn đề lỗi cá nhân cũng như những turnover hay là tỷ lệ field goal thấp. Nhưng không sao, đây là một trận pre-season và kết quả của nó là 83-74, chiến thắng dành cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hôm nay thì cả 5 cầu thủ đánh chính của tuyển Việt Nam đều ghi ít nhất 10 điểm. 21 điểm cho Phú Vinh, 19 điểm cho Jun Minh An, 17 điểm cho Justin Young, 16 điểm cho Tâm Đình. Trong khi đó, hai ngoại binh của Đà Nẵng Dragons có tổng điểm lên đến là 50 điểm. Akim Scott 23 điểm và có 22 điểm dành cho Chris Carter. Và quý vị thân mến, đó là những diễn biến của trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Đà Nẵng Dragons. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những trận đấu tiếp theo.